Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn đã khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Gmail.com Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện và lấy cái thuận tiện luôn. À, rồi thì bây giờ á cái lời nói đầu tiên á thì mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã gửi những cái lời chúc tốt đẹp đến với mình ha bởi vì ngày hôm qua cũng là ngày sinh nhật của mình thành ra là mình xin nghỉ một ngày thì mình có đăng bài lên Facebook mình có đăng bài lên YouTube thì mọi người chúc mừng mình rất là nhiều luôn à, thì cũng bởi vì như vậy là mình sẽ quyết định mình sẽ tặng cho mọi người một cái món quà bất ngờ hơn mọi người ha còn cái món quà là cái gì đó mọi người xem tới giữa cái câu chuyện đi cái lúc mà mình ngồi mình quảng cáo sản phẩm đó thì lúc đó mình sẽ công khai cái món quà cho mọi người luôn ha mọi người ha. Rồi bây giờ đó là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên <laughs> những bạn đã cầm mình đã tập à, 699 ngày hôm qua. Thì ở tập à, 699 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là anh Hào còn các bạn ngày hôm qua mà comment của ngày hôm kia chứ không phải một người ha mà comment à, sớm nhất luôn đó, đó chính là bạn tên là Trung Lu cảm ơn Trung Lu rất là nhiều và cảm ơn anh Hào rất rất là nhiều luôn ha à, rồi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay do một bạn có cái tên là Phát Nguyễn, bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Bạn này bạn gửi một cái câu chuyện đó mà bạn muốn gửi về cũng muốn nhắn nhủ đến những cái bạn nào mà ở trong những cái độ tuổi mà bạn dùng cái từ nó nghe nó hơi kỳ hay dùng cái từ là cái độ tuổi trẻ trâu. Nhưng mà mình cũng có thể nói là những cái độ tuổi tin này nọ rồi đó ha. Thì đừng có bao giờ coi thường cái tâm linh. Và kiểu như là kiểu như là đừng có thách thức mà theo dạng như bạn nói là chơi ngông và chơi ngu giống như là cái đám của bạn của bạn đó nó gặp một cái hệ quả nó rất là kinh khủng luôn tuy nhiên á là nó không có nguy hiểm với tính mạng thôi à, nhưng mà không phải ai cũng đủ can đảm để trải qua cái điều kinh dị đâu mọi người bạn phát này bạn nói á cái năm đó là bạn học lớp 9 cái năm lớp 9 á à, theo như mình biết á là đó là một cái năm nó khá là nguy hiểm đến cái chuyện mà tâm sinh lý của những đứa học sinh thứ nhất cuối cấp học hành thi cử thì nó nó nhiều cái thứ hai nữa mình lớp 9 là cái gì là mình hầu như là mình lớn nhất trường đúng không? Một cái trường trung học cơ sở như vậy nó có từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. À thì mấy ông mà học lớp 9 thì có phải là dạng giống như là gần gần giống như là chùm trường rồi không? Mình là người lớn này nọ rồi. Thì cái cái tôi người lớn đó, nó làm cho những cái câu thách thức những cái câu đe dọa để mình giống như là mình cảm thấy ừ là mình phải thể hiện này nọ đồ thì nó nguy hiểm là nó nằm ở chỗ đó bạn phát bạn nói nha cái lúc đó ở trong trường á bạn có chơi với một cái nhóm gọi là tứ huynh đệ lúc đó là có bạn phát nè một bạn tên vũ luôn à một tên phát nè tên vũ nè à, một bạn tên thiên à, và còn thêm một bạn nữa là tên tấn à, phát thiên vũ tấn ha bốn người này ở trong trường là hầu như là không có biết kiểu như là sợ ma sợ quỷ rồi tới nói là um, ăn hiếp bắt nạt rồi là hầu như không có luôn gần như là chùm trường và trong đó có một ông ông tên thiên ông thiên là ông dữ nhất Ai ông Thiên là tướng bệ vệ tuy lớp 9 thôi nha Mà đứng kế bên mấy ông lớp 12 là bằng trang phải lứa luôn Đó thành ra là hầu như không biết sợ ai cả Thì bốn ông lúc nào cũng đi chơi chung với nhau chứ Lúc nào cũng cặp kẹp với chơi chung với nhau chứ Thì cái hôm đó đó bốn ông mấy buổi tối hôm đó mới rủ nhau ra để mà đi uống trà sữa Bởi vì không có học thêm học bớt gì hết trơn á Đi ra để mà ngồi uống trà sữa Cái lúc mà ra gặp nhau là 7 giờ <laughs> Ngồi uống trà sữa tới độ đâu khoảng cỡ 9 giờ mấy, 8 giờ mấy, gần 9 giờ đó thì bắt đầu á, là các bạn phát này nè bạn mới nói bạn nói Ê, mấy đứa ơi đừng coi bây giờ còn khoảng cỡ năm bảy phút nữa chín giờ thôi đứng lên đi về tính tiền đi về nha chứ uh, tao về khuya vậy là má tao bảo quýnh tao với lại trời ơi đường về nhà tao nó ghê lắm nó nó vắng tanh hà ờ, tao cũng sợ ba cái ma cỏ đồ nó ghê lắm thì ngay lúc này ba ông kia cái cười phá lên trời ơi trời ơi, phát ơi phát thôi thôi chắc mày ra khỏi nhóm tụi tao đi nhóm tụi tao là tứ huynh đệ của mình ở trong trường không biết sợ ai sợ không không sợ thằng nào con nào mà ngay cả giáo viên này nọ đồ còn ngán mình còn ngán cái độ mà quậy phá của mình bây giờ mày dám mở miệng ra mày nói mày sợ mai thôi 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 chắc tụi tao mang nhục với mày luôn thì ngay lúc này đó ông cái ông thiên là cái ông dữ nhất ông mới nói đó, thôi bây giờ nè uống chút xíu đi chín giờ rưỡi đây rồi đích thân tao nè tao đưa mày về cái đường nhà mày nó ghê cỡ nào ở giữa nghĩa trang nghĩa địa tao còn dám vô nữa đó thì hồi đó tao đưa mày về xong tao tự tao quay về một mình luôn Rồi lúc này bắt đầu là nguyên một đám cũng chấp nhận và bạn phát bạn ngồi bạn cũng quê Tự nhiên mình nói mình khai ra mình sợ ma làm chi để tôi nói chọc quê mình Thì từ lúc 9 giờ cho tới 9 giờ rưỡi là hầu như là bàn chuyện ma cỏ không À, là ma này ma nọ phát nhát ma này nọ đồn phát sợ ma phát chết nhát à, cứ lo cái chuyện ma không cho tới lúc 9 giờ rưỡi chuẩn bị đi về thì ngay lúc này thằng tên vũ à thường thằng trên vũ hay chơi thằng trên vũ hay chơi ngu mọi người ha ông vũ á ổng mới lên tiếng ông nói vậy nè ê bây giờ thôi đi về nó dễ quá đi à bây giờ thằng phát không phải nó về vì nó sợ mẹ nó mà nó về do nó sợ ma à thì có nghĩa là nó đi trễ là mẹ nó cũng không quýnh nó đúng không thôi bây giờ tụi mình chơi một trò chơi như này nè ngày mai là có trà sữa miễn phí uống rồi chơi trò gì ông vũ kia ông mới nói bây giờ Nó nguyên đám tụi mình chia ra làm hai cặp mỗi một cặp như vậy là hai đứa Bây giờ mình đi lên trên trường học đi. À mình đột nhập vô trong cái trường học mình lên cái lớp 9 của mình á. Cái lớp mà nói là ví dụ như nó lớp 9A1 đi, à mình lên cái lớp 9A1 đó. Ghi cái tên lên trên đó. À ghi tên lên trên đó ngày mai đứa nào mà ghi được á, cái đứa nào mà không có ghi được đó là cái đứa đó phải bao trà sữa hết cho bốn đứa luôn. À mà bây giờ nếu mình đi bốn đứa cùng lúc á thì nó dễ quá bây giờ mình chia ra làm hai cặp mà mỗi lần đi như vậy chỉ có hai đứa thôi như vậy nó mới ghê như vậy nó mới gọi là cảm giác mạnh này nọ rồi à, lúc này là nguyên một đám cũng đồng ý hết nhưng bạn phát thì bạn rất là sợ ngưng lại đây cái đã phải nói về cái tiểu sử cái ngôi trường này cái ngôi trường này đương nhiên mình xin giấu tên mọi người ha bạn phải bạn nói như mình là tất cả những câu chuyện ma trong cái ngôi trường này đó hầu như chỉ là những cái lời đồn nghe nói là ờ à, là có một cái hai ba năm bốn năm năm trở về trước là có một cái bạn kia là yêu đương sớm xong rồi chết ở trong đây còn cái lý do mà chết á là nhà trường không có công khai ra dấu không biết là tự tử chết hay là bị cái gì đó chết thì không biết rồi sau đó rồi bắt đầu nghe những cái lời đồn về tiếng thang tiếng khóc này nọ đâu. những cái đó chỉ là lời đồn không ai thấy nha nhưng có một cái điều là gì nhà trường đó thường thường một cái trường học như vậy phải có những cái người bảo vệ mà bảo vệ trường học thường là ngủ tại chỗ nè chứ bảo vệ trường học không có đi về tại vì sáng sớm phải đi đánh trống rồi mở cửa lớp này nọ đồ thì ở trước cái cổng trường như cái trường học như, như mọi trường học bình thường mọi người mọi người mọi người tưởng tượng thôi ha nó có một cái bốt bảo vệ thì thường là ông bảo vệ ông sẽ ăn ngủ ở trong đó nhưng mà sau cái vụ cái cô nữ sinh đó chết rồi nha không biết là ông thấy cái gì ổng có thấy người ta khẳng định là ổng có thấy nhưng mà do cái áp lực nhà trường do đồng lương này nọ đồ thành ra ổng không có dám nói mà ổng biết ổng báo cáo với ở trên hiệu trưởng nhà trường sau đó mà nhà trường phải xây cho ổng một cái căn phòng khác nó tách biệt ra khỏi trường học luôn có nghĩa là nó nằm ở trước cái trường học trong cái khoảng sân để mà à, cho phụ huynh tới đưa rước mọi người tưởng tượng ha đó là phải xây một cái căn phòng giả chiến ở ngoài đó cho ông ngủ ngoài đó chứ ổng dứt, dứt khoát ổng dứt khoát ổng không có ngủ ở trong cái bốt bảo vệ ở trong cái khuôn viên của cái trường À, là đó là cái điều mà bạn phát bạn ừ đúng tự nhiên có cái bot bảo vệ đó sáng thì ổng ngồi trong chổng ổng điểm danh rồi ổng đánh trống ổng cất chìa khóa này nọ đổ chổng đó chứ tối ngủ là thế nào ổng cũng ra ngoài cái phòng bên ngoài ổng ngủ đó là cái điều bạn phát bạn thấy được bạn chứng kiến được và bạn tin còn những cái chuyện còn lại là toàn là chuyện đồn thôi nhưng đối với một người sợ ma không cần biết là có thiệt hay không chỉ cần nghe lời đồn thôi cũng đã sợ rồi đó là như vậy ha Bây giờ quay lại câu chuyện Lúc đó ông phát nó Thôi mẹ ơi trời ơi Giờ đi vô đó rồi nhiều khi ông bảo vệ ông thấy Mà bốn đứa mình trong khi bốn đứa mình là bốn đứa quậy nhất trường Trời ơi ông mà thấy ông nhìn thôi là ông biết bốn đứa nào rồi Mai ông nói lên cho anh rồi hạ hạnh kiểm này nọ tùm lum Trong khi bây giờ là cuối năm lớp 9 rồi đó lúc này thằng thiên vũ ông tấn mới chề moi nó hôi ông thần sợ ma ơi ông thần sợ ma ông không đi thì thôi rồi ba đứa tôi đi thì mai á tôi ba đứa tôi uống một trà sữa một mình cái ông bảo vệ đó ví dụ như ông ngủ ở trong cái bot bên trong trường đó thì mình còn sợ chứ bây giờ ông ngủ ở ngoài đây nè mình đi lén ra sau lưng cái phòng mà ông đố ông biết được mình đi nhẹ chân chút xíu thì làm sao mà ông biết được cái phòng nó tách biệt đó như vậy nó rất là không có tầm nhìn à, Nhưng mà rồi bây giờ bạn phát Trà sữa không quan trọng Cái quan trọng nhất là bây giờ sợ ngày mai Ba đứa đó nó lên nó đồn rầm hết với một trường Nó kêu một phát sợ ma ừ, Phát chết nhát này nọ Rồi thôi chắc là mình đội quân Cũng là bởi vì cái cái tôi Ừ là lớp 9 là cuối cấp là này là nọ đó À rồi thôi Chấp nhận thách thức để mà tới đó chơi rồi nguyên một đám mới đi từ 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 cái quán trà sữa đó tới trường đi tầm khoảng cỡ đâu một trăm bước chân có nghĩa là nó khoảng cỡ đâu khoảng cỡ hai ba trăm mét gì kiểu vậy không tới nữa không, không, tới 100 trăm mét nữa thì khi mà tới đó rồi lúc này đó là cái ông thiên kia ông mới đổi ý ông mới nói như vậy là thôi bây giờ không lẽ một cái thằng mà nó không sợ ma sợ quỷ như tao đó mà phải cần bắt cặp với tụi bay nha thôi khỏi đi ba đứa bay đi chung lượt tao đi một mình tao ba đứa bay chấp ba đứa bay đi trước luôn đi trước xong rồi nha lên chở ghi tên ghi tiết gì kệ tụi bay đi một hồi đó tụi bay ra tao đi vô chổng một mình trời ơi nghĩ sao thằng thiên này mà phải bắt cặp với tụi bay vậy trời à ba đứa kia nó ừ rồi ờ, mày ngon mày gan rồi thôi vậy thôi ba đứa tao đi nhớ nha lên lớp chín a một của mình ha lấy phấn ghi tên lên nha có tên đứa nào là đứa đó được uống trà sữa nghe không rồi cũng ok để mà chơi Bắt đầu là cũng vậy đó mọi người lén vào phòng bảo vệ rồi Đi ngang phòng bảo vệ còn nghe ống ngáy khò khò ở trong mà không có biết cái gì Leo vô xong bắt đầu là đi vô trong đó Cái lúc này khi mà đi như vậy đó Còn lại bạn Phát, bạn Vũ và bạn Tấn À Phát, Vũ, Tấn nha mọi người ha cái lúc này ba đứa mà đừng gần gần đi vô trong tới trong trong cái cái cầu thang đi lên rồi đó cái lúc này tiếp tục là ông vũ nữa nó thường cái tên vũ nó ngộ vậy đó cái ông vũ mới nói ơi bây giờ kêu đi lên trên lớp tao thấy ghi tên không nó cũng dễ quá mày hồi nãy ví dụ như đi hai thằng còn sợ sợ giờ ba thằng đi nhau có mẹ gì đâu sợ thôi bây giờ chơi cái trò khác bây giờ chơi riêng ba đứa mình thôi không có tính thằng thiên vô vậy chơi cái gì bây giờ nè tụi bay nãy giờ tao bay uống trà sữa tụi bay mắc đáy không Nói ừ ờ, ừ tao cũng hơi bút buốt cũng hơi mắc mắc tao tính về nhà tao đi mình đi tại trường đi theo như tao biết á là cái toilet của trường mình á là không bao giờ đóng cửa hết trơn á mà cái ông bảo vệ đó cũng làm biến lắm không có đóng đâu bây giờ đi toilet mà đi ba đứa thôi vậy thôi đi làm gì đi từng đứa từng đứa một bây giờ đi không à nó mới ghê vậy nó mới ghê chứ rồi cũng chấp nhận luôn chấp nhận điều kiện chơi nhưng mà có một cái bản phát bạn nói như vậy nè mà nó thôi nếu mà vậy bây giờ á là tao nói thiệt chứ bay luôn á là tao sợ lắm tao tao nhát nhất tao sợ ma nhất Thôi bây giờ tụi bay cho tao thêm một cái đặc quyền đi đặt Hỏi đặc quyền là cái gì Nói bây giờ ví dụ như lúc mà tao đi vô trong đó một mình á Tao sẽ lấy cái điện thoại cái, cái câu chuyện này mới xảy ra cách đây khoảng cỡ 3, 3, năm thôi Thì lúc đó là có điện thoại thông minh rồi Tao sẽ lấy cái điện thoại tao gọi mà dạng như gọi Zalo mà gọi video call đó mọi người <laughs> Tao gọi Zalo ra cho tụi bay đó Là cho thấy mặt tụi bay đó là tao mới dám đi vô Còn không mà tao đi về tao không có chơi gì nữa hết trơn á Rồi thì lúc này bắt đầu là điều kiện được chấp nhận ha á à, thì đi vô đó cái lúc này nè là cái bạn vũ kia là bạn vô bạn đi tiểu trước à đi từng đứa từng đứa còn hai đứa còn lại đứng ngoài cửa như vậy đó mà cái toilet nó rất là rộng nha toilet nó bự vô lắm bạn bạn vũ bạn đi vô bạn tiểu trước xong bạn đi ra đi càng ngên càng ngang càng ngang ai nói thằng thiên là gan nhất tại vì hả tao không muốn nó nhục với tụi bay thôi tao nè tao mới gọi là gan nhất nè đi ra ngoài xong bắt đầu là tới cái cái, cái ông còn ông tấn ông tuấn cũng đi vô xong à thì đi vô xong cũng đi ra cũng cần ngên cần ngang đi ra cái lúc này là bắt đầu tới ông phát kể chuyện đây ông phát ông mới lấy cái điện thoại ông gọi cái zalo trước đứng kế bên nhau vậy đó mọi người đứng kế bên vậy đó gọi cái zalo xong bắt đầu là mới đi vô từ từ thì khi mà vừa đi vô gì bắt đầu mình nói tưởng tượng cầm điện thoại như vậy là mọi người nói vừa đi vô vừa cầm điện thoại nè 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 giờ tao vô tới rồi nha rồi nè, kéo nghe tiếng kéo sạc tiên nghe một cái rẹt một cái bắt đầu là nghe tiếng đứng tiểu nha thì vừa đứng tiểu như vậy bắt đầu nhìn nhìn ở camera nè nè tao cũng dám vô nè tao cũng dám vô nè thì ngay cái lúc này á, bạn phát bạn nói bạn nhìn trong cái camera như vậy đó là bạn thấy ở đằng sau lưng của bạn dũng Tại vì bạn bạn gọi cho bạn Vũ mà. Thì cái camera ông Vũ ông cũng cầm kiểu này thôi, ai gọi điện cũng cầm kiểu này thôi. Thì khi mà cầm như vậy á là nhìn thấy á, đằng sau lưng của ông Vũ á là có một cái gì đó nó màu xanh nha. Nó màu xanh lá. Nó màu xanh lá cây đó mà nó phất qua phất lại ở đâu phía đằng sau lưng ở đằng sau áo của ông Vũ như vậy nè. Thì vừa nhìn như vậy thôi tại vì kiểu như là đứng kế bên thôi, ông này ông Vũ ông ông ông, ông, ông pháp ông đứng trong đây thì ông nhìn ra cửa thấy ông Vũ với ông Tấn đứng ngoài rồi thì vừa nhìn vô camera nó ủa cái gì màu xanh xanh đó đằng sau lưng của uh, uh, thằng vũ vậy ta thì ở đây bắt đầu ông phát mới nhìn qua cái cửa thì khi mà vừa nhìn qua cái cửa một cái là thấy ông tứng ông tứng ông đứng ông hỏa con miệng đó, ông kiểu như là kiểu như là mắt chữ o mà miệng chữ a mà đang nhìn thẳng vô trong người của bạn của cái bạn vũ đó mọi người à lúc này thì tự nhiên tự nhiên không cái cái, cái ông tứng kia ông đứng ông, ông lùi lùi lại mà cũng mắt ông rất là ghê trời ơi cái lúc này nha bạn phát vào đó bạn chạy ra đó nha mà bạn chưa kéo dây kéo luôn chưa kéo xà phê tiên, mà chạy thiệt là lẹ ra thì khi mà chạy thiệt là lẹ ra bắt đầu là chụp vô cái tay của ông tấn hỏi tấn tấn mày thấy gì không mày thấy gì? mày mày có thấy giống tao không mày có thấy giống tao không xanh lá phải không xanh lá phải không ông tấn quá nói, ờ à, ờ à, 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 đúng rồi đúng rồi có một cục xanh lá ở, ở ở đằng ở đằng sau lưng thì cái lúc này đó cái ông vũ kêu nói tụi bay bị gì á cái gì xanh lá gì sau lưng gì đâu có gì đâu xanh lá sau lưng gì nói gì tầm bậy tầm bạ vậy cái bắt đầu hai đứa mới nói á là tao nè tao nhìn trong điện thoại là tao thấy ở đằng sau lưng mày là có một cái giống như cái bóng người vậy đó mà màu xanh lá cây mà nó mờ 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 ở đằng sau lưng của mày đi tới đi lui như vậy nè đó là nhìn trong điện thoại nha là bạn phát nhìn bằng cái điện thoại còn ở đây cái ông Tứng kia là nhìn bằng mắt thường luôn hai đứa đứng kế bên nhau mà đang đứng mỗi đứa một bên cửa toilet mà cách nhau khoảng cỡ độ một mét rưỡi thôi đó thì lúc này ông Tứng cũng nói tao thấy bằng mắt luôn là tao thấy là có một cái bóng ở đằng sau lưng của mày đó cứ cứ dập dờ dập dờ màu xanh lá cây mà nó mờ 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 nó kỳ dữ lắm à nó ghê hôi ghê mà đi về đi về ớn quá đi về đi À, nhưng lúc này mọi người biết rồi cái ông vũ kia ông đâu có chịu nó thôi mới giờ lỡ tới đây trời ơi tao nói mày nghe nè bây giờ nè đi ra ngoài đó mà thằng thiên mà nó biết ba đứa mình chưa có ghi tên lên bảng này nọ đồ ngăn nó cười cho thúi cái đầu rồi ngày mai là nguyên một trường đứa nào cũng biết thôi ngày mai á, đi vô mượn mấy đứa nữ á, cái váy chùm trên đầu đi học luôn nhục dữ lắm trời ơi cái năm cuối cấp rồi bay ơi không có vậy được mình lớp 9 rồi mình là anh đại chị đại trong trường này mà không có được đi ráng đi lên trên lầu nè bước thêm dãy cầu thang nữa nè trường một lớp mình kế bên nè à thì khi mà nói như vậy rồi bắt đầu thật sự lúc đó bạn phát bạn nói là bạn phát và bạn tấn là sợ dữ lắm rồi mình thấy cái bóng đen mà xanh lá cây là ghê dữ lắm ghê trời ơi cái đứa năm lớp 9 mà à, nhưng mà do bạn cái bạn cái bạn vũ kêu bạn nói dữ quá thì thôi cũng đi rồi cũng lên trên cái lớp học đó Cái lúc này ba đứa đi kè 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 với nhau như vậy nè ha mọi người ha Đi tới gần cái cầu thang vừa tới cầu thang chưa chưa lên trên lầu ba là ở lớp 9 nữa nha Thì bắt đầu á là nghe cái tiếng rên cái tiếng rên này đó, bạn phát bạn nói nó không phải là cái tiếng rên mà diễn như là mình nói là sung sướng rồi nọ đâu. Mà cái tiếng rên theo kiểu như là là đau đớn hay sao nó còn nghe cái tiếng mà 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 kéo bàn kéo ghế mà sụp sịch nghe kẹt két, kẹt két, kẹt két, kẹt 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 như vậy nè thì ba đứa bắt đầu là mới nhìn với nhau nói ủa ai vậy ta rồi cái này chắc cái, tao nghiền thiên nè thằng thiên nó đứng ngoài đợi tụi mình lâu quá cái nó làm bộ thằng đó, đó nó gan lắm nó làm bộ nó đi lên đây nó đi hướng cầu thang bên kia nó lên chển nó với bộ nó đứng nó rên nó, nó hù mình á nó hù mình nó chọc mình nó tính đó, kêu, cho hả, mấy đứa mình cho tụi mình hả, bao trà sữa nó đó, đó không có dễ tao lắm thôi đi lên chển với tao nè đó rồi ông vũ đi trước ông phát đi sau ông tấn đi cuối cùng ha bắt đầu ba người đi từ từ từ, từ lên chển nha thì đi càng ngày càng gần lên cái lớp đó thì bạn phát bạn nói là đó là cái tiếng rên của con gái cái tiếng rên của một người con gái chứ không phải là trời ơi cái giọng của con trai không bao giờ mà giả theo kiểu mà nó giống y xì đúc như vậy được cái lúc này lén từ 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 đi lên bắt đầu đứng ở ngoài lớp nhưng bắt đầu nhìn cái lúc này nhìn vô trong lớp á là chỉ nhìn thông qua một cái cửa kiến thôi cái cửa sổ kiến thôi chứ không phải là là, là là, là nhìn thẳng vô trong đâu cái cửa sổ kiến đó mọi người biết rồi lớp học nó học sinh nó chét sinh gom rồi nó vẽ tùm lum trên đó trên nó nát bét rồi nhìn từ ngoài nhìn vô qua cái lớp kiến trong suốt đó là nó rất là mờ nó hình vẽ này nọ lỗ tùm lum mọi người tưởng tượng ra ha đó thì ba đứa mới chúm cái đầu vô nhìn thì mọi người biết thấy cảnh tượng gì không nó rất là kinh dị và nó cũng rất là tế nhị luôn là một cái cô nữ sinh và một chàng trai đang quan hệ tình dục mà cái này hơi tế nhị nha cái tư thế là cái tư thế cái cô đó cổ đang nằm ở trên cái bàn còn cái anh chàng đó là anh đang đứng ở dưới đất thì chắc mọi người nào mà lớn thì mình cũng tưởng tượng ra ha đó và cái tiếng cái tiếng đau cái tiếng rên này nọ Đến rỉ là của cô gái và cái tiếng có két có két là của cái bàn ghế đó, nó 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 gây ra trong lúc mà hai người đó họ đang hoạt động như sinh hoạt ngoại khóa như vậy đó ha mọi người ha à, thì bắt đầu ba đứa mới dòm nhau tủm tỉm cười người thử tưởng tượng mình lớp 9 ngày xưa mà mình thấy mấy cái cảnh mà đi ra ngoài đường cảm thấy trai ta trai gái nắm tay nhau thôi mình cũng đã mắc cỡ rồi mình cũng đã cười tủm tỉm cũng chi bây giờ là thấy ngay cả một cái cảnh 18 cộng luôn nhưng lúc này không phải là ở trần ở trùn nha Không phải là ở trần ở trùn 100% đâu Mà cô gái nó cũng vẫn còn mặc, mặc cái áo ở trên Nhưng mà cái váy đã bị tuột ra Còn anh chàng kia anh chỉ là kéo cái quần xuống như vậy thôi À mà kiểu như gọi là giả chiến vậy ha mọi người ha Thì bắt đầu ba đứa Trời ơi trời ơi tôi mấy giờ vậy Trời ơi trời ơi kỳ quá à, tự nhiên Trời nhỏ này lớp mấy Nhỏ này học lớp mấy ta Chính ta mấy người ta Trời ơi vô đây làm cái chuyện này ghê quá à. À, 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 à lấy điện thoại ra quay phim lại ngày mai hả mét nhà trường ấy là đăng facebook đồ trời ơi cái clip này mà đăng facebook là hết dữ lắm luôn trời ơi đữ sinh nghỉ cấp hai nọ độ trời ơi ghê dữ lắm à trời lúc này bắt đầu ông tuấn mới lẹ, lẹ 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 mới lấy cái điện thoại ra mới không có dám để xác vô trong cái, à, cái 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 ở bên trong mà để thông qua cái miếng kiến luôn à, giống như cái miếng kiến rồi ảnh cái điện thoại vô để mà quay như vậy nè ấn cái điện thoại vô bấm cái nút quay thì ngay cái lúc này mọi người tưởng tượng là cái ông vũ nè ha và cái bạn phát kể chuyện là đang chăm chú nhìn vô còn cái ông tứng thì ổng đang kiểu như là ổng là cameraman mà cameraman là mình phải quan sát cái trong cái điện thoại của mình để mình quay phim ổng đang quan sát cái điện thoại như vậy nè thì bạn phát bạn nói bạn bạn và cái bạn vũ kia đang chăm chú nhìn như vậy đó thì cái ông tứng ổng quỳ quỳ xuống kiểu như là hai người kia đứng không à đứng không người còn ông tứng thì ông quỳ thẳng xuống dưới đất để mà ông quay phim ông kê điện thoại lên quay như vậy nè thì bắt đầu á ông tấn này ông cứ khều khều cái áo khều khều ê, ê tụi bay ơi 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 gì mày quay đi quay đi tao đang dòm tao đang canh cho mày nè mày quay đi thôi tao không quay đâu không phải đâu không phải đâu không phải người đâu không phải người đâu hay cái gì mấy không phải người chứ mày nghĩ ai đang này nọ nọ kia đang liếu liệu không phải người quay đi quay đi quay đi quay chưa bao lâu rồi bao lâu rồi tao tắt mãi rồi tao tắt mãi rồi ghê quá ghê quá làm gì tắt máy đang quay ngon lành mà quay cái clip dài dài mới có nhiều view mà làm gì mà tắt sớm mới vậy ôi 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 đi đi, đi xuống đi, đi ra ngoài đi tao cho tụi bay coi ghê lắm ghê lắm à thì em lại trời ơi trời viên đang chiếu ngon lành tự nhiên đi ra rồi tao lại tụi bay đi ra đi đó thì thấy ông Tướng kia ông năn nỉ mà ông miếu mà nước mắt nước mũi chảy luôn mọi người nước mắt nước mũi chảy rồng rồng như vậy nè hai ông cũng thấy làm lạ cũng thụt lùi lại một cái nha bắt đầu đó cái gì vụ gì, gì nói đi thì ông tấn kia đó ông mở cái điện thoại ra ông bấm cái clip coi mọi người cái clip chĩa vô trong đó không thấy một cái người nào hết trơn mà cái nó ghê cái là cái gì mọi người thấy cái bàn nó nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích, nhúc nhích như vậy nè thấy rõ ràng cái bàn nó nhúc nhích mà nghe nha có âm thanh là nghe tiếng cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt nha nhưng ngoài âm thanh và cái bàn không thấy có nhân vật nữ và nhân vật nam không thấy hai nhân vật chính trong cái phim không thấy nhưng mà cái chính đâu thấy có cái bạn thấy có cái dụng cụ là nó giúp dít giúp dít qua lại trời ơi cái lúc đó nha bạn phát và cái bạn cái bạn vũ kia vừa thấy một cái rồi bắt đầu quay lên nhìn lại để kiểm chứng đó quay lên nhìn lại một cái nhìn như trong lớp đúng thiệt không có một người nào ở trong đó hết trơn nhưng ngay lúc này thì các bạn đã dừng rồi ngay lúc này là các bạn nó dừng nó im ru rồi nha trời ơi ba đứa mọi người tưởng tượng đi vừa chạy mà chạy không dám la tại vì khi mà chạy la ông bảo vệ ông nghe một cái là coi chừng bị đuổi học chứ không phải là giỡn đó thành là ra là bà vừa chạy cứ hí hey, hí hey, chạy chạy là nữ nào đứa nấy là níu áo nhau mà cứ chạy mà gán chạy mà chứ cái chân nó hỏng hỏng không có dám ồn quá lắm chạy ra tới ngoài này ra tới ngoài cổng ra tới cổng rào mới nhảy ra thì thấy ông thiên cũng đang ngồi gốc cây ngồi lại bứt cỏ xỉa răng ngồi đợi như vậy đó trời ơi ba đứa chạy ra trời ơi ghê lắm thiên ơi Rồi, tụi tao gặp ma tụi tao gặp ma ừ, ghê lắm ghê lắm chưa kịp kể lại mọi người tưởng tượng cái lúc này chưa kịp kể lại thì ông thiên cứ, trời ơi Tao đứng tao đợi tao bay mũi chích muốn chết đúng thôi ma cỏ gì đâu, đứng đứng đợi chút xíu đây tao tao vô đây tao ghi lên lên bản rồi tao bay dụ tao hả vô tụi bay ghi tên trên bản xong cái tao bay hù nào tao nói tao ma cỏ để mai kêu tao mua trà sữa cho ba đứa bay ơi không có đâu không có đâu thôi đợi tiếp xíu đi kiểu như là chặn họng luôn ba đứa kia chưa kịp kể gì hết trơn á là bắt đầu là cái ông cái cái ông thiên kia là ông nhảy qua hàng rào liền cái hàng đầu trường nó thấp lắm khoảng cỡ độ 2 mét thôi à kèo một cái một là vô hà đi vô mất tiêu rồi đi cời 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 đi vô chổng như vậy đó lúc này ba đứa nhìn nhau như vậy nói rồi rồi sao trời tao chưa kịp kể cho nó này nọ đâu, đâu 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 gọi điện nó đi gọi điện cho nó đi móc điện thoại gọi điện thì cái ông thiên cái ông cứ tắt máy ngang tắt máy ngang cái kiểu giống như gọi là hổ báo mọi người không có chịu nghe giải thích nghe cái gì hết trơn là cứ tắt máy ngang cứ đi song 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 như vậy ba đứa cũng ráng đứng đợi mọi người tin không đợi một tiếng đồng hồ cái lúc bắt đầu cuộc chơi là 9 giờ rưỡi đi vô đó gặp ma vòng 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 cũng cỡ 10 giờ đợi tới một tiếng đồng hồ là 11 giờ rồi mà cái ông thiên kia ông vẫn chưa ra mà gọi cỡ nào lúc này là gọi là không phải là kiểu như là ờ ừ, không mất máy nữa mà gọi là tò tí te luôn gọi là khóa máy luôn ba đứa mới nhìn nhau nói rồi sao vậy trời nó làm gì chồng rồi xong kiểu này thôi chắc bị thiên nó chơi nữa rồi Thằng Thiên nó phá dữ lắm Cái thằng đó là nó mưu mô, mô Nó xảo quyệt lắm Kiểu này đảm bảo là nó lên trên đó xong nha Nó ghi tên trên bảng xong nó lén á Nó lén nó xuống rồi nó đi Nó chui lỗ chó hay cái gì nó đi về Nó cho ba đứa mình đứng ở đây đợi nó leo cây nè Thôi thôi thôi, thôi thằng này nó khốn nạn quá Trời ơi mình nó gặp ma mình muốn kể cho nó nghe Mà nó không vậy đó Thôi 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 bỏ đi về À là một tiếng đồng hồ sau khi mà đợi ông Thiên Ông Thiên không ra đó nha Ba đứa mới lũ lượt kéo nhau đi về cái lúc này thật ra cái bạn Thiên bạn còn nằm ở trong đó và bạn phải trải qua nguyên một đêm kinh dị. Qua ngày hôm sau phụ huynh lên rút hồ sơ nghỉ học luôn mọi người. Thì mọi người tưởng tượng nó kinh dị cỡ nào. Qua ngày hôm sau như vậy là cả ba đứa quyết định là sẽ đi học sớm Đi học sớm á, để mà lên trên đó để mà gặp Thiên rồi chặn đầu nó rồi hả? Chửi nó cái vụ hôm qua cho ba đứa đứng leo cây về 11 giờ đêm Về tới nhà hả, ba mẹ đứa nào đứa nấy quýnh đòn chửi bới tùm lum hết trơn thành ra là ba đứa hầu như là đi học đi tới học rất là sớm luôn mọi người ha nhưng khi mà tới đó á, là thấy bắt đầu là giáo viên cũng tới nè rồi phụ huynh của bạn thiên cũng tới nè rồi ông bảo vệ nội nói chung là bốn năm người đứng tụm 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 lại không biết bàn bàn tán cái vụ gì đó thì ba đứa nó chết mẹ rồi không lẽ thằng thiên nó về rồi ba mẹ nó quýnh nó nó khai ra trời ơi kiểu này là có giáo viên chủ nhiệm rồi trời ơi ông giám thị nó kìa thôi kiểu này chắc ba đứa mình xong rồi chắc giảm hạnh kiểm hay sao rồi à mới đứng tụm 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 lại như vậy thì khi mà đang đứng như vậy bắt đầu á là cô giáo viên chủ nhiệm cũng mới lại cô hỏi nó rồi rồi ba đứa thằng thằng thằng, thằng, thằng vũ thằng phát như tấn nè ba đứa hôm qua có thấy uh, bạn thiên đi đâu không Ba đứa chân hửng nói dạ 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 không dám trả lời ủa sao bà cô bác hỏi như vậy có nghĩa là bà chưa biết chuyện gì hết bà chưa biết chuyện gì hết thì bảo mới hỏi một câu hỏi như vậy đúng không nói dạ 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 nói trời đất ơi bây giờ nguyên một đêm ngày hôm qua không biết bạn thiên bạn đi đâu mà bây giờ bạn không có về nhà phụ huynh mới gọi cho cô như vậy là cô đang nói để cô bảo vệ nọ đồ đi cứ vô trường để kiểm tra coi làm sao nè rồi ba đứa có biết không biết gì nhớ nói với cô nghe không để kiếm bạn thiên nghe không đó thì vừa nó xong mấy ba đứa cũng dạ 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 kiểu ấp á bốn không biết nói gì hết trơn á ba đứa đứng cứng ngắc ngoài cổng luôn lúc này nè giáo viên chủ nhiệm nè phụ huynh nè giám thị nè bảo vệ nè mới đi vô trong trường thì khi mà đi vô trường đâu khoảng cỡ 10 15 phút thôi nha nghe rõ ràng cái tiếng la thất thanh của mẹ bạn thiên trời ơi con ơi con tôi con tôi ơi con, con có sao không con có sao không rồi nghe la như vậy ba đứa không dám chạy vô luôn ba đứa chết nhát đứng ngoài cổng cứ ngóng 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 dòm như nè dòm chút xíu á thì thấy bắt đầu là ông bảo vệ với lại ba của bạn thiên á là mới kè bạn thiên xuống trong một cái tình trạng đã bị ngất xỉu rồi mọi người và quần áo thì sộc sệt nói chung là giống như là đi quýnh lộn hay cái gì đó quần áo sộc sệt như vậy là hai người phải kè xuống như vậy là đi ra bắt đầu là bỏ lên trên xe bà mẹ bà khóc quá trời khóc luôn còn cái người giáo viên cứ đứng dạy dạ, xin lỗi này chị nội tôi không biết này nội kiểu như vậy à rồi bắt đầu mới trở về nhà thì ba đứa mới đi vô học cái lúc này ba đứa bắt đầu là cái cục cô giáo viên á cũng kiểu như giáo viên chủ nhiệm cô cũng nói nó chỗ sao kỳ vậy ta ủa ba đứa là bộ thiên nó đi chơi không nói tụi con hả mà sao nó chơi bời kiểu gì mà sao nguyên một đêm hôm qua nó ở trong lớp học luôn hay cái gì vậy ta mà sao lên lên trên đó cô thấy là bàn ghế quăng tứ tung rồi bạn thiên bạn nằm ở dưới đất ngay chỗ bục giảng bạn nằm bạn ngủ như vậy đó kêu bạn dậy thì bạn hoảng loạn bạn la um sầm hết trơn sao kỳ cục vậy ta trời ơi ngay lúc này ba đứa mới biết là tối ngày hôm qua ông thiên cũng không có đi về ông thiên hoàn toàn không có để cho ba đứa này leo cây mà hình như ông thiên ổng bị nhốt ở bên trong cái, cái lớp đó hay sao đó à rồi thì ba đứa đem thắc mắc nó hỏi qua hỏi lại bây giờ phải gặp thiên nó mới nói cho nghe chứ bây giờ thắc mắc cái gì nữa thì cũng ráng ngồi học ha, ngồi học cho tới đầu giờ chiều đó thì bắt đầu là bạn thiên mà đã tỉnh táo rồi tới đầu giờ chiều khi mà lên đi học lại đó ha bắt đầu là thấy là gia đình của bạn thiên này nọ đầu lên bắt đầu là coi như là rút hồ sơ trong buổi chiều luôn đó là chuyển trường trong buổi chiều luôn hay sao đó nha thì đương nhiên tới cái giờ ra chơi bắt đầu là mới tụm lại mới hỏi là ừ sao thiên vụ gì mà mày nằm trong lớp kiểu kiểu như vậy rồi ngay lúc này bạn thiên bạn mới kể lại nha một cái thằng nó gan dạ từ đầu chuyện giờ mọi người thấy không gan dạ hổ báo rồi nó cũng không, không có sợ ai mà khi mà kể lại như vậy nha với một cái giọng điệu sợ sệt mà y như một cái đứa con nít kể lại mà ngồi mà con mắt còn né né như vậy còn không có dám nhìn thẳng lên trên cái lớp học đó thì mọi người biết rồi đó bạn thiên bạn kể như thế này nè thì lúc đó thì thấy ba đứa leo ga như vậy lúc khoảng cỡ 10 giờ đó thấy ba đứa leo ga thì ổng bắt đầu ổng ngồi về ổng phủi đít rồi bắt đầu nghe nói ma ma là cũng nói như, như hồi nãy mình kể nha bắt đầu ổng phóng vô ổng đi ổng đi lên trên đó như vậy đi thẳng lên một nước một lên lầu ba và vô lòng vô cái phòng chín a một luôn đi vô tới đó như vậy bắt đầu là bước vô trong phòng mở cái cửa ra cửa không khóa ha mở cái cửa ra như vậy bắt đầu lấy lấy cái viên phấn nè ghi lên trên bảng đó là tao là thiên tao không sợ ma tao không sợ ai hết kiểu kiểu như vậy đâu mọi người ha mới ghi lên trên đó mới chấm cục phấn một cái bắt đầu dục cục phấn mới đi ra mở cửa tính đi xuống tới cái cửa mở không ra mọi người cái cửa nó không hề khóa à đã ngay từ đầu không khóa mà thì bây giờ cũng đâu khóa đâu mà mở cỡ nào mở bằng thêm bạn nói dùng hết sức bình sinh mà mở cỡ nào mở không được quay qua mở cửa sổ mở cũng không được luôn mọi người à thì đang mở ra đang tức kiểu như là đang không phải là sợ đâu mà tức giận ủa sao tự nhiên cái cửa nó kẹt kiểu như vậy thôi vừa nghĩ vừa tức như vậy bắt đầu là ngay lúc này bắt đầu là nghe cái tiếng khóc mới đầu hồi nãy câu chuyện đó là ba đứa kia nghe tiếng rên, à, còn bây giờ là cái bạn Thiên đó nha, các bạn nghe cái tiếng khóc, cái tiếng khóc của một cái cô gái, cái tiếng khóc nó ai oán mà nó đau thương mà nó uất hận sao đâu đó thì vừa nghe tiếng khóc một cái thằng mà nó khổ báo cáo trồn nhôm thiên nha bắt đầu là nổi da gà da dịch điện nha quay ra đằng sau nhìn thấy rõ ràng một cái cô gái mặc một cái bộ đồ nữ sinh không phải là áo dài mà vậy như là cái đầm với có hai cọng dây lên với cái áo trắng đó mọi người những cái đồ mặc bình thường đó nha đang đứng ở trong cái góc tường mọi người tuốt cái góc tường ở cuối lớp như vậy mà đang đứng ở đó mà thấy hai cái vai mà giật giật cuối cái đầu như vậy nè đó, tóc thì che phủ cái mặt rồi ha thấy cái vai nứt nứt lên như vậy nè và tiếng khóc rồi đó là nghe tiếng nứt nứt như vậy đó trời ơi ông thiên ổng la làng la sớm không phải là xỉu ngay tại chỗ mà giống như bị mình gọi là bị hoảng loạn đó mọi người thường thường những người mà gan dạ anh đang vậy đó ha còn chết nhát quá gặp cái là xỉu luôn còn do ông này là cái tánh ông gan dạ quá đi ông thấy ông muốn xỉu mà xỉu không được mà thấy cảnh tượng đó bắt đầu là hả quăng bàn quăng ghế lấy bàn quăng kiểu như là sợ quá đó mọi người nó quăng vô quăng vô quăng vô như vậy rồi chạy toán loạn làm cho áo quần sọc sệt như vậy đó đó thì làm chạy sao một hồi cái bắt đầu là xỉu ngang luôn giống như là một chút xíu sao cái nỗi sợ nó kinh dị quá hay sao rồi đó rồi cộng thêm cái tiếng khóc mà ông Thiên ông kể là từ đầu tới cuối là cô gái đó cổ chỉ đứng ngay góc tường thôi và cổ khóc như vậy thôi cái tiếng khóc nó rất là lớn chứ không phải là cái tiếng khóc nho nhỏ nho nhỏ nó cứ... có tiếng khóc đứng trong góc mà cứ khóc như vậy nó trời ơi một hồi nó là cái thần kinh nó chịu hết nổi rồi khoảng cả hai ba phút năm bảy phút thần kinh nó chịu hết nổi là bắt đầu là cái ông thiên nó ông nằm ông xỉu trên cái bục giảng luôn đó là hàng chi nguyên ba đứa ngoài đợi quá trời đợi cả tiếng đồng hồ không thấy quyết định đi về tới sáng hôm sau phụ huynh vô rồi nó mới kêu vậy thì khi mà kêu vậy là ông thiên ông la như một đứa con nít đứa con sợ quá ba ơi con, con sợ quá con sợ quá chuyển trường cho con đi con sợ quá à thì la hét xong cái xỉu nữa à la xong cái xỉu nữa ở đây bắt đầu mới kè về như là cái câu chuyện của mình kể như vậy đó mọi người rồi sau đó ba đứa bắt đầu là mới cái lúc này là mới kể lại cho cái ông thiên nghe là ừ là ba đứa gặp cái cảnh tượng như vậy lúc này mới nhớ tới cái chuyện video lấy cái video cho nó coi đi thì bắt đầu ông tuấn kia nói trời ơi video có quay được cái gì đâu đã không có thấy ai hết trơn này mày không nhớ hả có âm thanh đó cái âm thanh với lại cái bàn nhúc nhích đồ này nọ đồ đó bắt đầu lôi cái điện thoại ra đưa cho cái ông thiên kia coi không dám coi luôn mọi người <laughs> thôi mà ghê lắm tao không có dám coi nó không mày coi đi không có thấy gì trơn á thấy có cái bàn nhúc nhích đồ này nọ thôi với lại nghe cái tiếng cọt kẹt cọt kẹt nữa nha lúc này ba đứa cầm điện thoại mà chúm cái đầu vô mọi người chúm 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 cái đầu vô để mà coi như vậy nè nhưng khi bây giờ nhìn vô thì đó là một cái video nó hoàn toàn bình thường chỉ có đúng âm thanh có có nghe âm thanh gì âm thanh của ông tấn rồi ông, ông phát với ông vũ rồi kìa kìa trời mắc cỡ kiểu vậy ông kia bắt đầu nó kêu xù xì xù xì xù xì vậy thôi đó cái bàn cũng không hề nhúc nhích luôn mà một cái camera trong cái hình ảnh nó tối thui nó mờ 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 không hề thấy hai nhân vật chính mà cũng không hề nghe tiếng có két mà cũng không hề thấy cái bàn nhúc nhích luôn một cái video nó hoàn toàn bình thường như vậy luôn Trời ơi, bắt đầu là bốn đứa nhìn nhau là nổi da gà dịch lúc đó là mới có 3 4 giờ chiều đó cái giờ ra chơi buổi chiều đó. Mà đứa nào nói, gạo nổi da gà cục 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 như vậy nè. Thì ngay lúc này nếu mọi người nói ừ là sao học sinh trong trường mà đem điện thoại theo được nhà trường cấm mà cái vô lý gì này nọ đồ Không có là mọi, mọi người nên biết á mình là mình có hút thuốc lá Thì ngày xưa mình biết hút thuốc lá là cũng từ trong trường học ra đó mọi người Đâu phải cái gì cấm cũng làm không được đâu ha mọi người ha đó Thì mình chỉ nói nôm na như vậy thôi là cái lý do tại sao xuất hiện được cái điện thoại ở trong cái trường học là như vậy đó ha mọi người ha À, rồi thì sau đó phụ huynh cũng đi ra Bắt đầu là bạn Thiên kia Bạn cũng đi theo gia đình luôn Bắt đầu là về để mà chuyển qua cái ngôi trường khác Và ba đứa này vẫn tiếp tục để mà đi lên lớp để mà học Cái lúc đó mới biết ra Bắt đầu là Cái lúc đó khi mà biết ra như vậy mới biết À là cái vụ mà nữ sinh mất như vậy Là do là bị chắc là bị cưỡng hiếp tới chết hay sao đó bởi vì theo cái phân tích của bạn phát nha thời điểm bây giờ khi bạn phát kể chuyện bạn phát đã 21, 22 tuổi rồi chứ không phải là còn như cái độ tuổi ngày xưa thì bạn phát bạn đưa ra cái ý kiến của mình đó bạn nói là có thể là bị chắc là bị cưỡng hiếp bởi vì á cái cô gái khi mà cái hình ảnh mà ba đứa thấy đó nhà hình ảnh nằm trong đầu đấy không quay phim lại được đâu là cái cô gái nó cô mặc đồ nữ sinh thiệt nhưng mà cái anh chàng đó, đó thì mặc một cái bộ đồ nó khá là dân chơi. Là thấy là quần riêng rồi kiểu như là áo những cái kiểu áo mà dạng giống như là à, ví dụ như là năm hai mấy tuổi kiểu như vậy đó những cái đồ nhìn khá là chơi, nhìn khá là giang hồ, giang hồ kiểu như vậy. À rồi sau đó mới biết ờ ừ, là lý do tại sao ông bảo vệ ra ngoài cửa và tất cả những hiện tượng ma trong cái ngôi trường đó là có thật nhưng mà rồi đó không có được may mắn như là cái ông thiên kia mà được chuyển trường à, mà, mà, bây giờ là ba đứa này vẫn phải tiếp tục học ở đây và học rất là đúng giờ luôn nha mọi người nha thậm chí là vào cái giờ ra chơi là túa xuống căng tin luôn chứ không có dám ở trên lớp một mình luôn đó tới nỗi như vậy và học hết trong lớp 9 bắt đầu là mới chuyển qua cái ngôi trường khác là lớp 10, 11, 12 ha trung học phổ thông nha mới chuyển qua được mỗi căn cái ngôi trường khác à là đó cũng là kết thúc cái câu chuyện của một bạn tên là phát và phát Nguyễn mang đã gửi về ha mọi người ha cái câu chuyện nó khá là ghê và nó khá là kinh dị luôn ha mọi người ha à, rồi thôi đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay bây giờ là mình sẽ qua tới câu chuyện thứ hai rồi tới bây giờ là tới cái thời điểm mà mình sẽ công khai cái quà tặng dành cho mọi người nè thì bây cái quà tặng của mình là cái gì hôm qua mọi người á chúc mừng sinh nhật mình rất là nhiều luôn và mình suy nghĩ lại thôi bây giờ mọi người chúc mình quá mình cảm ơn không nó cũng kỳ <laughs> mà bây giờ mình kể chuyện cho mọi người nghe mọi người nghe thì mình cũng đã có tiền youtube nó trả rồi mình bán hàng cho mọi người mọi người mua mọi người cũng không có trả giá gì trên mình bán sao mọi người mua như vậy rất là dễ thương luôn mà mình từ trước tới bây giờ mình cũng chưa có chính thức tặng một cái quà tặng gì cho mọi người cả thì hôm nay nè mình sẽ tặng cho mọi người một cái quà tặng đó là cái gì mình sẽ giảm giá và không phải là giảm giá bình thường Hôm nay là tập 700 luôn ha mọi người ha Nhân cái dịp tập 700 nè và sinh nhật của mình luôn Thì mình sẽ quyết định mình sẽ giảm cái uh, sản phẩm này là giảm 50% cho mọi người luôn Là lỗ, là lỗ nha mọi người nha Sản phẩm khô cá thiều này mình bán là trăm rưỡi khô cá thiều miếng à, Còn ngon cỡ nào thôi chắc mình cũng không có diễn tả đâu Mua về ăn thì mình nói Bây giờ dù đã có giảm giá nha Mua về ăn mà cảm thấy dở không ngon Trả lại mình trả lại tiền cho mọi người luôn Chứ không phải là nói ờ là do hàng dở bán ế này Họ đồ giảm giá yên tâm mọi người về cứ ăn thử đi tuy giảm giá nhưng mà ăn không vừa ý nha nói với mình thì mình trả lại tiền mình nhận lại sản phẩm bình thường nha thì cái món mình muốn giảm giá đó chính là cái món khô cá thiều này nha mọi người nha mọi người đừng có yêu cầu mình giảm giá món mới hay khô bò viên này nọ đâu món mới thì chắc chắn là không giảm được còn khô bò viên thì do là cái giá thành nó rất là cao cái hũ này á bình thường mình bán là 150 trăm năm thì mình nói thẳng luôn nha mình lời khá là nhiều ở trong đây mình lời tới 40 ngàn Mình lời 40 ngàn cho hũ này Cái hũ này là mình lời khá là nhiều Đâm ra mình mới dám giảm Nhưng nhưng hôm nay mình chơi lớn với mọi người luôn nha giảm 50% có nghĩa là cái hũ này nó chỉ còn có 75 ngàn thôi tính ra thì mình lỗ đâu đó khoảng cỡ 30 ngàn tới 35 ngàn à thôi kệ đó là coi như là một cái một cái món quà mình muốn tặng cho mọi người nhưng tuy giảm như vậy rồi mình vẫn áp dụng free ship nha có nghĩa là mọi người mua ba sản phẩm mua một combo da cá da heo đi đây là đây là cái combo nó đang hot dữ lắm sau đó mọi người mua thêm cho mình hũ khô bò viên nữa đi đó rồi sau đó mọi người mua thêm hũ này có 75 ngàn thôi là ba sản phẩm là mình vẫn free ship được bình thường cho mọi người luôn và cái chương trình giảm giá này đấy coi, chắc là mình sẽ giảm giá cho mọi người 3 ngày đi, tại vì mọi người nghe chuyện từ từ là có thể là mình đăng tối nay mình đăng 3 ngày sau mọi người mới nghe được lận. Thì lúc đó mọi người hỏi mình ơi ừ, là bây giờ mới nghe sao mua được giảm giá này, nó cũng kỳ. Thôi mình giảm giá cho mọi người 3 ngày. Hôm nay là ngày bây giờ một chính thức mình kể chuyện là ngày 16 nha. Mà bây giờ mình sẽ giảm giá cho mọi người là ngày 17. 18 và ngày 19 đi Tháng 10, 17, 18, 19, tháng 10 năm 2021 Là mình sẽ giảm giá cái hũ này là còn giảm 50% Từ trước đó bây giờ hầu như mình không giảm kiểu đó luôn Mọi người ha, chỉ là free ship vui vẻ cho mọi người thôi Hoặc mọi người mua combo mình giảm cho mọi người dễ mua Giảm ít ít thôi, hôm nay là giảm lớn luôn à, 50% cho một hũ khô cá thiều như vậy ha mọi người ha còn ai mà nghi ngờ ra thử cái nghi ngờ ở ừ, chắc là này nó bán ế hay là không dở rồi đồ hết hạn này nọ đồ giảm thì mọi người cứ mua thử về mình nói rồi Tuy là hàng giảm giá nhưng cái hạn sử dụng nó vẫn còn y nguyên. Cái này mình mới vừa làm khoảng cỡ 5 7 bữa trước. À, cái khu giới hiệu để lâu người yên tâm nó để tới năm bảy tháng là mọi người cứ yên tâm đi mình mới vừa làm khoảng cỡ 5 ngày trước thì cứ mua về ăn ha cứ dở cái gì đó như mình nói rồi cứ liên hệ lại với mình mình sẽ nhận lại hàng và mình còn xin lỗi mọi người nữa rồi đó là cái món quà mình muốn dành tặng cho mọi người ha ngay tới bây giờ một khi mọi người nghe chuyện nha mọi người có thể là vào trong ăn vặt vũ mộc chấm cơm cũng được hoặc là vào trong Shopee cũng được mình có cái shop ăn vặt vũ mộc trên đó vào đó để mà đặt hàng cũng được luôn ha mọi người ha và nhớ là mua giờ mua không lẽ mua cái này có 75 mươi không đúng không mua giúp mình cái cái combo mà đang làm mưa làm gió trên thị trường của mình nè ha mọi người ha đó chính là combo là da heo và da cá cái này mọi người mua mỗi thứ hũ á hai trăm mười lăm lận nhưng mua một cái combo da heo da cá nó còn có một trăm bảy thôi đó có nghĩa là một người được bớt tới 45 ngàn được thêm muôn hũ này tiết kiệm 75 75 với 45 là 120 là mọi người Mọi người mua thêm hũ khô bò viên 170 nữa được free ship thêm ba mươi mấy ngàn bốn chục ngàn nó có phải một người tiết kiệm được một trăm năm ngàn không ai mà những kiểu như tính đồ ăn vặt đó nha mà vào ghé shop của vũ mập nha biết cân đo đông đếm tính toán này nọ đồ nha mua toàn thấy lời không luôn mua tính ra hồi mua còn hũ có mấy chục ngàn mấy chục ngàn hũ không à thử đi thử làm một cái lần như vậy đi mọi người ha sẽ thấy nó rất là lợi rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha rồi cũng cảm ơn mọi người xin một lần nữa cảm ơn là đã những cái lời chúc tốt đẹp với mọi người ha và mình đã có món quà mình tặng mọi người rồi có qua có lại sòng phẳng nha bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay câu chuyện thứ hai này là do một bạn có cái tên là bình tây bạn này bạn đã gửi về cái zalo cho mình và đây cũng không phải là một cái biệt danh của bạn nha bạn tên thật của bạn là bình tây luôn và bạn sinh năm 95 và bạn cũng không phải là con trai rất là nhiều người nghe bình tây chắc nghĩ là con trai ha nhưng không bạn là con gái luôn nha và tên thật của bạn tên là bình tây thì bạn bình tây đó bạn có kể là cái câu chuyện nó như thế này đây bạn nói trước bạn là một cái người chăm À, và ở trong xóm của bạn thì đa số cũng là người chăm luôn Nhưng mà người chăm nó có theo nhiều đạo khác nhau Chứ không phải là ừ, nghĩ người chăm là đạo hồi Đúng, có đạo hồi và có những cái đạo khác nữa Thì song song theo những cái câu chuyện này là mình sẽ nói ra những cái đặc điểm Những cái những cái phong tục của bên người chăm Nó cũng xuyên suốt trong câu chuyện này luôn Nó có những cái vấn đề tâm linh liên quan luôn ha thì nhà của bạn là tổng cộng là có 8 anh chị em Trong đó là có 6 gái và 2 nam mọi người ha Do là ở nhà là có anh hai Đâm ra bạn là Úc, bạn là thứ 9 lần Anh hai, và chị ba, chị tư Nói tới thứ 9 ha à, không, Cái người thứ tư là con trai à, Thì có anh tư thì anh tư của nhà bạn thời điểm đó là đã lấy vợ rồi cái phong tục đầu tiên là bên người chăm lại gì là khi mà lấy vợ như vậy là sẽ ở rễ giống như mình gọi là hay mình gọi cái từ gọi là mẫu hệ mọi người ha đó là đi ở rễ này nọ giống như là mình ở đây miền nam ở miền, miền tây mình là gọi là dâu này nọ đồ ha rồi thì khi mà về đó như vậy đó thì bắt đầu là anh tư ảnh có theo một cái nghề gọi là đi thầu những cái công trình xây dựng này nọ đồ thì tương đối cũng là khá giả à cái lúc đó thì cả nhà của bạn là ở dưới quê chứ không có phải là ở trên Sài Gòn Nhưng mà do cái công việc như vậy thành ra là anh Tư ảnh có uh, đi cùng với vợ đó nghe Là mới đi lên trên Sài Gòn để mà làm thầu nọ đồ mướn nhà ở lên đây làm được khoảng cỡ 6-7 tháng gì đó đó Lúc này là chính bạn bạn Bình Tây bạn cũng biết đó, là anh vợ của anh Tư Có gọi về mới nói là chắc là con sẽ đưa chồng con về quê Hỏi sao vậy trên đó công ăn chuyện làm đang tốt lắm mà thì chị vợ chị mới nói mà chị cứ giống như chị là không có người không có rành tâm linh á chị chỉ nói là ờ à, là chồng con bệnh hoài à rồi, trời ơi thì bệnh thì mày đưa lên trên bệnh viện đó đó người ta ở dưới quê người ta bệnh ta đưa lên sài gòn người ta chữa mày trên sài gòn mày bệnh mày đưa về quê làm gì nó dạ không phải ở trên đây con đi năm sáu cái bệnh viện rồi chợ rẫy rồi một một năm rồi bệnh viện sài gòn bao nhiêu cái bệnh viện mà gọi là kiểu như là có tiếng ở ở Sài Gòn đó nha là đi hết trơn rồi nhưng mà vô đó là con cũng không hiểu sao mà bác sĩ khám không có ra bệnh cứ vô rồi cứ đưa thuốc ba cái thuốc bổ rồi truyền nước biển cứ làm tới rồi nằm hai ba ngày về cái rồi cứ bệnh tiếp mà cái biểu hiện của nó là cái gì biểu hiện của con tư là cái gì mà mình nói nó bệnh trời ơi mọi người tin không cái bài vợ đó bà kể ra người ta nói nha đủ thứ trên đời hết trơn gọi là bách bệnh Ha, mình gọi là bách bệnh bá bệnh luôn ta tiêu chảy đau bụng nhức đầu này nọ rồi ối rồi tùm lum hết trơn đó nghe nói, trời cái gì mà bệnh cái gì mà bao nhiêu cái bệnh nó đưa vô trong người vậy trời rồi ho hen ho gà tùm lum tùm la hết trơn đó rồi vậy mày tính rồi mày đưa về quê làm gì thì cái cô gái kia con mới nói nó dạy con nghĩ về quê chắc là kiếm kiếm thầy hay cái gì đó chứ con nghĩ là ở trên đây là bệnh viện không có chữa được rồi À, rồi bắt đầu mới lẹ lẹ mới đưa anh Tư về trời ơi mới 7-8 tháng trước Bạn Bình Tây với gia đình là ngồi ăn tiệc tùng rồi nọ đưa anh Tư lên Sài Gòn lập nghiệp kiểu như vậy Trắng trẻo mập mạp ha, tròn trịa mọi người Cũng là nam cao mét 7 mà nặng tầm khoảng cỡ bảy mấy ký nhìn lực lượng Bây giờ đưa về một cái mọi người nha giúp như là không có biết cái gì là cái thứ nhất Cái thứ hai là ốm đâu mình nghĩ là chắc còn khoảng con trai mà khoảng cỡ bốn mấy năm chục ký Mọi người tưởng tượng cao mét 7 mà bốn mấy năm chục ký là da một xương không chứ cái gì nữa à, tuy nhiên về nó mới đầu thì còn biết này biết kia nhưng mà cứ nằm một chỗ như vậy thôi à cái lúc này nè bắt đầu á là mới quyết định nó thôi bây giờ là không có cho về bên nhà vợ nằm nữa mà sẽ cho nằm bên nhà của ba mẹ ruột giống như là con dâu mà mà đi đẻ cái về nhà ba mẹ ruột là kiểu kiểu như vậy đó bây giờ anh này anh ảnh ở rễ nhưng mà bệnh rồi cho về ở nhà ba mẹ ruột thì khi mà về đây như vậy là, là thường xuyên đương nhiên chị vợ chị cũng ở đây luôn nha thì thường xuyên mới thấy anh này á, là nói nói cười cười à nói nói nằm cứ nằm một chỗ mà cứ lâu lâu cái nhép cái miệng cười mà cười giống như là rất là hạnh phúc mà vui vẻ vậy đó em nhưng mà cái bà vợ bà cứ đi tới gần một cái là ổng vơ tay mặc dù rất là yếu rồi mà cứ cứ quơ tay chứ nhìn nè giống như là rất là ghét cái chị vợ luôn trong khi nếu mà nói chị vợ ngoại tình này nọ đồ hay là hạch sách chồng không có chị vợ chị cũng hiền hậu lắm mọi người cái lý do là gì lý do là anh này ảnh bị duyên âm theo anh bị một cái dông nữ theo mọi người lúc đó đó thì về về quê được khoảng cỡ một tuần lễ rồi thì lúc này bắt đầu là mới đi mới, mới mới mới, đi kiếm một cái người thầy ha mọi người ha kiếm được cái người thầy khi mà cái người thầy họ tới như vậy đó họ tới họ nhìn tay nhìn chân này nọ đồ xong bắt đầu là họ mới đi ra ngoài vòng vòng nhà họ dòm vòng vòng nhà như vậy bắt đầu là họ đi vào họ nói với gia đình họ nói đó. là theo như tôi thấy là anh này ảnh bị tới hai cái dông theo lần một nam và một nữ và cái dông nữ đó đang muốn lấy cái anh này làm chồng luôn cả nhà nghe nó rất là bất ngờ và nó cũng có một phần nó vô lý nữa nó ủa nếu mà một dông nam dông nữ thì sao không ở với nhau đi đúng không hai dông nam dông nữ trời ơi trời sinh một cặp luôn sao không ở với nhau đi mà tại sao cái dông nữ kia bộ cái dông nam kia xấu lắm hay gì mập trò mập này nọ đồ xấu xí lắm hay gì mà phải theo con trai tôi kiểu như vậy thì ông thầy kia ông nói là hai cái dông đó là hai chị em À, một nam một nữ hai vong đó là hai chị em và cái vong đó đó là cái vong đã chết ở trên cái miếng đất mà đang thầu xây dựng cho nó đang xây một cái tòa nhà trên sài gòn đó là chết ở dưới đó rồi và yếm bùa yếm ngãi rất là nhiều Đích thân hai cái vong đó đã từng báo với lại anh này luôn rồi. Nhưng do anh này kỹ giống như là mình không có nói chuyện, mình chỉ là mình đứng mình thầu thôi mà mình đâu phải là chủ dự án đâu. Cũng đã báo mộng cho anh này sao sao đó, khúc sau mình kể nha. Nhưng mà anh này ảnh không có chịu, ảnh cứ tiếp tục làm. Thành ra là cái vong nữ nó mới đi theo như vậy. Và khi đi theo một cái khoảng thời gian quá dài đi và vong nữ đó đã đem cái lòng thương yêu cái anh chàng này luôn. À cái người anh tư này luôn. Thành ra là muốn cưới làm chồng luôn à rồi thì bắt đầu ngay lúc này mới tìm cái cách chữa trị thì khi cái cách chữa trị cái cách này mình nghe nó cũng rất là lạ nha ông thầy ông nói như vậy nè về cái phần đó mà để chụp hai cái vông nó đi đó thì để tôi ở bên nhà của tôi tôi làm nó mới được bên đó nó cũng đầy đủ đồ nghề bàn thờ nhang đen còn ở nhà đó bây giờ trước mắt đó, là cứ mỗi một ngày như vậy nè hang sách tiền đi ra ngoài chợ mua cho tôi nha sáng bẩn đó, sáng sớm đi ra ngoài chợ mua cho tôi là ba chục cái hộp gà nhưng mà về luộc mà luộc chia làm ba lần sáng trưa chiều mỗi một lần như vậy là một chục trứng à, luộc xong rồi không phải là ăn nha trời mà luộc xong như vậy đó là lấy lăn lên trên người cứ cho nó nằm như vậy đó cái số lượng một chục nó không phải là cái gì tâm linh hết trơn mà bởi bởi vì cái anh này anh cao quá đi cao tới mét bảy lần thành ra là một chục trứng lăn nó mới hết còn giống như cái cỡ mà cái tạng người như mình là chắc là phải ba bốn chục trứng lăn mới hết đó thì cứ lăn như vậy cứ lăn sáng trưa chiều như vậy đó cứ lăn 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 xong rồi bắt đầu đem ra lại dục bỏ còn ai mà muốn biết cái gì đó thì đập nó ra dòm cũng được nhưng mà nó tôi nói trước nha cái mùi nó rất là khó chịu nghe không đó và cứ làm xuyên suốt như vậy cho tới khi nào tôi gọi điện tôi nói ngưng là ngưng ở bên đây là tôi làm cái chuyện của tôi cả nhà chỉ cần giúp tôi như vậy thôi rồi thì đó chính bạn Bình Tây là cái người cũng đi mua trứng mà Có bữa thì vợ của anh Tư đi mua, có bữa người này người kia nhưng có bữa bận quá thì bạn Bình Tây bạn đi mua Cứ ra ngoài chợ cứ làm, cứ làm ba chục trứng đem về như vậy đó rồi luộc thì khi mà lăn như vậy mình nói là lăn giống như là máu bầm vậy, mình lăn lới lăn lui này nọ chứ khi nằm nó nguội lấy trứng khác nó nguội lấy trứng khác vậy đó chục trứng khoảng cỡ tám chín trứng chục trứng là hết à thì lúc đó thì người nhà cũng tò mò một hai lần đầu tiên nó cũng tò mò đó mọi người cũng lăn xong bắt đầu là lấy cái kiểu như đập ra bể mới đầu bơi ra như vậy nè khi mà bơi ra như vậy đó nó hôi cái trứng gà nó cũng như vậy thôi nó cũng hơi nhão nhảo mình giống như nó bị thiêu vậy nha không hề có dòi bọ gì mà ghê gớm ở trong đó cả nhưng mà nó nó bốc lên cái mùi nó tanh mà nó hôi nó kỳ cục dữ lắm kìa nó giống như cái mùi chuột chết trứng gà mà có mùi chuột chết là sao mọi người biết cái, cái trứng gà mà trứng gà dạng trứng gà thực vật trứng gà mà kiểu như là công nghiệp đó nha là cái đó đang có một vài cái cái đạo mà còn cho ăn chay được nữa có nghĩa là nó không có một cái chút gì gọi là động vật ở trong đó cả nhưng mà tại sao lại bốc cái mùi chuột chết ở trong đó nó rất là kỳ à và khi mà kiểu như là bươi một hai trứng ra nghe cái mũi thôi nha là chịu hết nổi là từ đó về sau là cả nhà không có dám trẻ nữa, nó rất là hôi chỉ biết là làm theo lời ông thầy lăng như vậy thôi thì theo như bạn bình tây bạn nhớ là như là lăn đâu cũng khoảng là bảy tám ngày gì đó thì ông thầy ông nói thôi ngưng đừng có lăn nữa rồi bây giờ cứ tập trung vô là mua thuốc bổ rồi gà ác tìm thuốc bắc này nọ đồ những cái món mà bổ 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 đó để cho ảnh ăn ảnh lại sức là hết rồi hai cái dòng kia là tôi đã nói xong rồi bây giờ là tôi không có trị được họ tôi không có trục được họ nhưng mà tôi nói để cho họ quay lên trên đó họ lại tiếp tục họ ngự ở trên đó còn sau này mà họ theo ai họ ám ai này nọ đồ thì người nào tới số thì người đó chịu. Chứ tôi tôi không biết được chứ còn kêu mà tôi trục dông mà nó trục cũng được đâu. Tuổi đời của họ trời ơi, chắc lớn chắc bằng đời ông nội ông cố tôi luôn sao mà tôi trục được. Đó là ông thầy ông nói kiểu như vậy ha mọi người ha. Thì cái lúc này đó bắt đầu đó, là cái anh Tư này ảnh mới từ từ là ảnh mới tỉnh được. Khi ảnh tỉnh như vậy rồi đó bắt đầu là ảnh mới ngồi ảnh kể được những cái sự việc mà ảnh ảnh biết được, ảnh 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 đã nhìn thấy ảnh đã nhận ra mọi người em khi mà hai vợ chồng lên trên đây như vậy mặc dù là khá giả thiệt nhưng mà nói ở dưới quê mà dùng từ khá giả thì đi lên trên sài gòn mua nhà sao mua nổi trời ơi, khá giả dưới quê mình nói ví dụ như là có dư một vài trăm triệu hay là một hai tỷ bạc như vậy thôi thì lên ở trên sài gòn trời ơi đụng căn nhà chục tỷ hai chục tỷ làm sao mà mua thành ra lên trên đây là cũng chỉ mướn một cái căn nhà thôi mướn cái căn nhà để mà ở do là người chăm thành ra nó vào đó thì cũng cúng kiến đồ này nọ cũng rất là kỹ để mà xin người ta cho ở trong nhà đâm ra cái căn nhà mướn để mà ở á không hề có ma mà cái chỗ thầu á cái chỗ mà xây dựng thì nó lại có sau khi mà vô đó bàn dự án đồ này nọ đồ xong cũng chấp nhận ký tên xong rồi là ngay cái đêm đầu tiên sau khi mà ký tên thôi là anh tư anh ngủ anh đã mơ một cái giấc mơ trong cái giấc mơ đó ảnh thấy là có một cái cô gái không hề bước vô trong nhà được nha. Tại vì nhà thuê của anh Tư như vậy là có thờ cũng mày nọ đồ kỹ càng lắm. Nhưng mà cứ đứng ở đằng trước nhà như vậy, đứng kế bên là có một cái anh chàng nữa mà đứng phía sau lưng. Chỉ là đặc biệt nổi bật nhất là cô gái thôi. Thì trong giấc mơ anh Tư anh thấy như vậy anh mới đứng ra nói ờ cô ơi cô hai người kiếm ai này nọ đồ, đồ vợ tôi đi công chuyện rồi tưởng đâu bạn bè của vợ hay sao thôi. Nhưng mà cái cô gái đó là cô nói là anh ơi cái chỗ đó là cái chỗ ở của hai chị em tôi anh đừng có tới đó mà anh đập phá anh dẫm đạp lên nghe không nói tới đó thôi cái giật mình tỉnh giấc thì khi mà giật mình tỉnh giấc như vậy thì anh này anh cũng thấy làm lạ mà anh cũng không có tin cho lắm đâu anh nghĩ là nhiều khi mình mộng mị bậy bạ mới có giấc mơ đầu tiên hai ba bữa sau thì nó bắt đầu là cũng chuẩn bị động thổ cúng kiến như mọi người nghe làm xây dựng là phải cúng kiến tới khi mà động thổ đóng cọc rồi nọ đầu kỹ càng thì tới cái bữa mà động thổ đóng cọc đêm hôm đó nằm mơ ngủ nữa thấy anh ơi sao tôi nói là chỗ đó là nhà của hai chị em tôi mà sao anh cứ làm vậy vậy nói xong cái hoàn toàn biến mất chỉ nói đơn sơ như vậy thôi rồi anh này anh cũng giật mình anh tỉnh dậy và anh cũng lại tiếp tục không tin mọi người mọi người có thể là chữa anh ở ừ, sao ngu quá vậy để anh ta báo mộng sao không tin mọi người thử đi một cái ký tên mọi người vô trong một cái khoản một cái một cái hợp đồng thầu xây dựng này nọ nó trị giá mấy tỷ bạc thậm chí là những cái chục tỷ nọ mình kiếm lợi ở trong đó được vài trăm triệu trong đó mình ký hợp đồng mình ký cái rẹt rồi mà muốn phá hợp đồng là đền gấp mấy lần mọi người biết không thành ra so với cái chuyện đó và là cái chuyện mình mộng mị hai giấc mơ này nọ mình thấy vậy thì thì đối với mọi người thử mọi người thử cho mọi người có tin hay không đương nhiên nếu có tin mọi người cũng ráng để mọi người lờ luôn à tại vì hợp đồng ký rồi tiền bạc này nọ người ta đã đưa cho mình này nọ rồi mình phải làm thôi chứ biết làm sao giờ thì cũng bởi vậy nó mới có chuyện thì khi vẫn tiếp tục làm sao hai giấc mơ đó là hai chị em đó không hề hiện về thêm một cái giấc mơ nào nữa nhưng mà càng ngày anh này anh cảm giác là ảnh không có ăn uống được Anh nói nhân mới đầu trời ơi, mình làm này nọ thì mình có tiền đương nhiên mình lên sài gòn mình ăn cũng phải ăn sang sang chút xíu rồi cơm tắm mà sườn bị chả kiểu như vậy nhưng mà tự nhiên bây giờ hết thấy ngon ăn không được nữa vô kêu dĩa cơm thèm muốn chết luôn tới chỗ đó ngồi kêu dĩa cơm miếng sườn nóng hổi tự nhiên nhìn hết muốn ăn ăn được muỗng hay muỗng bỏ luôn dĩa cơm đó rồi cứ từ 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 bắt đầu là nó ốm, ốm 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 ốm, từ từ như vậy à, rồi bắt đầu là thường xuyên nằm mơ lại tiếp tục thấy cô đó nhưng khi cô đó cô hiện về nó không phải là cái giấc mơ là ờ ừ, là sao anh xây nhà trên nhà tôi nọ đồ và đây là những cái giấc mơ theo như anh tư nói là những cái giấc mơ nó đẹp chứ nó không phải là ác mộng mà gọi là hiện về báo quán rồi trả thù không có rất là đẹp hiện về dẫn anh đi chơi rồi này nọ tất cả mọi thứ tới cái nỗi nha khi mà anh thức dậy rồi anh không còn thèm muốn gì với vợ mình nữa luôn cái duyên âm nó là như vậy ha mọi người ha à rồi bắt đầu dần già dần già gặp tới những cái giấc mơ gì quan hệ vợ chồng luôn thì một cái người chồng mình nằm mơ mình thấy mình quan hệ với một cái cô gái khác làm sao sáng hôm sau kể lại cho vợ mình nghe được Đúng không? Không có kể lại được, kiểu như là mình cũng tế nhị, mình cũng ngại, sợ vợ mình ghen Là cứ giấu, cứ giấu suốt, từ từ suốt mấy tháng trời, hồi nãy mình nói là anh lên Sài Gòn Đâu cũng phải là 7, 6, 7 tháng ông bà vợ mới gọi về nha Ở thì lên trên đây là suốt khoảng thời gian như vậy đó Đó, rồi cứ lâu lâu anh là cứ lâu lâu là cứ nằm mơ thấy về, vẫn đi chơi đó rồi vẫn đi mua đồ đẹp đồ này nọ rồi làm cái chuyện vợ chồng quan hệ tình dục này nọ đúng thì trong suốt khoảng cái thời gian đó 7 8 tháng trời chắc đụng được tới người của vợ cái người vợ của mình đó nha cái bà vợ cái bà bà, bà chị tư đó nha 6 7 tháng trời chắc đụng vô bà chị tư chắc không quá ba lần luôn tới nổi như vậy luôn à thì đương nhiên bắt đầu là bệnh sau đó tới khoảng tầm có độ mà khoảng cả 5 tháng từ tháng thứ năm trở đi nữa nha là bệnh đau bụng này nọ đồ sốt xiết này nọ đồ xuống ký xanh sao ở trên đây cũng không có dám làm phiền gia đình dưới quê mọi người Ngay mà tự dưới quê lên Sài Gòn làm Ít khi nào mình gọi về lắm Đã mình lên đây mình gầy dựng sự sống Rồi mình còn phải gọi xuống dưới mình làm phiền Để cả nhà lo Thành ra không có gọi tự động bương chải này nọ Thôi ngang tự động bương chải đưa bệnh viện này Bệnh viện kia cũng không hết Tới nỗi mà cái người thầu đó người ta thấy ừ, cũng không được rồi người ta không có bắt đền hợp đồng Mà người ta sẽ ừ là hủy hợp đồng thôi Người ta cancel hợp đồng thôi Để người ta chuyển một cái người thầu khác người ta làm Rất là may mắn là không có đền có thể là may mắn cũng có thể là do cái cô đó à cái vong nữ đó họ làm sao đó thôi đừng bắt chồng tôi làm nữa đó. đó là cho ken sồn như vậy luôn không đền một cách chỉ có một cái là bị thất nghiệp như vậy thôi à rồi bây giờ thất nghiệp một khoảng thời gian dài như vậy nào là tiền nhà muốn nhà nguyên căn sài gòn mọi người biết rồi năm mười triệu mười mấy triệu một tháng từ từ tiền bạc đưa lên trên bệnh viện vô chai nước biển cũng cả triệu đồng đúng không rồi từ từ dần già tiền bạc tiền nông chịu hết nổi mới gọi về cầu cứu ở dưới quê à bắt đầu là mới đưa anh này về bắt đầu là mới như những cái câu chuyện hồi nãy là mình kể là như vậy đó ha mọi người ha nhưng cho tới hiện tại thì đã hết rồi thì bạn bạn bình tay bạn nói cho tới bây giờ thì hai vợ chồng anh nó cũng bình thường trở lại và cũng đã sanh con đẻ cái luôn rồi ha mọi người ha đó là đó là một cái câu chuyện về mà kiểu như là duyên âm như vậy trong toàn bộ câu chuyện này á mình thấy thì nó cũng hay và nó cũng ghê rồi ha nhưng mà nó mình hơi tiếc một chút xíu á là mình lại không có biết được cái chi tiết của cái người thầy đó khi mà họ à, làm bồ làm chú để mà họ cắt duyên âm. Mình biết là trong kênh của mình cũng có rất là nhiều bạn cũng hay tò mò về vấn đề duyên âm nhiều lắm và cũng có đôi người á là cũng có người nhà mình bị như vậy và thường xuyên nghe chuyện của mình là lại mong muốn là nghe được cái cách để mà cắt duyên âm. À, nhưng mà trong cái câu chuyện này thì à, cái chi tiết đó là bạn Bình tay bạn không biết bởi vì ông thầy ông không có hề nói chỉ biết tới cái vụ mà ba chục trứng gà ngày ngày ba lần lăn lăn tới bảy ngày sau ông nó xong rồi đó ông nói ừ tôi bên đây tôi chụp xong rồi là vậy thôi đó chứ cũng không có biết cái cách làm chi tiết mọi người ha rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn bình tây bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của bạn đó ha cái câu chuyện thứ hai này thì bạn bình tây bạn nói là bạn xém một chút xíu nữa là bạn bị bị ma cưỡng hiếp mọi người xém một chút xíu thôi nha chứ mà cái chuyện đó nó chưa có thành công mọi người ha À, thì bạn nói như thế này nè cái vào cái thời điểm đó thì khi mà bạn vừa tốt nghiệp à, lớp 12 xong đó thì bạn cũng à, không có đi học tiếp bởi vì kinh tế gia đình thành ra là bạn cũng à, với lại một phần là bạn cũng muốn đi tự lập bạn muốn cũng kiếm tiền cho gia đình như vậy đó sau này mình học lại cũng không sao thì bắt đầu là bạn mới à, rời quê bắt đầu là bạn mới à, đi lên trên à, sài gòn để ở không, không phải đồng nai với mọi người bạn đi lên trên đồng nai để mà bạn ở chung với cái người chị của mình đó để mà kiếm việc làm vô khu công nghiệp này nọ rồi làm mày làm nọ cho biết với người ta À, rồi thì khi mà lên đây bạn làm một thời gian Bạn ở trong một cái nhà trọ nha Thì bạn nói á là kế bên kiểu như căn phòng trọ như vậy là sát dách phòng trọ của bạn luôn á là có một cái chị nữ kia một cái chị năm đó chắc chị năm đó bạn vừa tốt nghiệp lớp 12 xong bạn khoảng cỡ 18, 19 thì cái cô đó cổ khoảng cỡ hai mươi mấy, 25, 26 thôi câu chuyện này cách đây cũng khoảng cỡ 7, 8 năm thì à, có một cái cô đó thì thường ngày cũng hay đi qua đi lại nói chuyện đồ này nọ cổ chỉ biết là ờ là, là là cổ um, ở một mình như vậy thì cổ cũng uh, chưa có quen ai rồi cứ ở độc thân rồi đi làm lụng bình thường nó không có gì trên một người phụ nữ rất là bình thường. À, thì uh, ở được uh, khi bạn làm ở đây tầm khoảng cỡ ba bốn tháng đó thì những cái đứa bạn mà ở dưới quê nó học trung lớp 12 đó thì những đứa thì có vài đứa nó cũng uh, đi học cao đẳng đây học tiếp thì cũng một vài đứa nó cũng như bạn. Nó cũng nghỉ giữa chừng nhưng mà nó không có biết chỗ làm à, thì bắt đầu lâu ngày bắt đầu liên lạc zalo facebook xong mới mới biết đời là bạn này lên trên sài gòn ở như vậy đi làm tháng lương cũng năm bảy triệu như vậy thì mấy đứa kia nó ham quá đi nó kêu thôi vậy thôi giờ mày dẫn dắt tụi tao lên luôn đi tụi tao lên đây tụi tao ở chung nhà trọ với mày rồi đó, đi làm đi lụng này nọ rồi chung luôn cho nó vui chị chị em em như cái thời lớp 12 vậy đó rồi nghe cũng hợp lý bắt đầu là mới hỏi với người chị của mình thì người chị cũng gật đầu luôn. Thì khi mà lên như vậy á, là tới khoảng cỡ bốn đứa lên bốn đứa nữ ở dưới quê đi lên như vậy mọi người ha lên tới như vậy thì mọi người biết rồi cái nhà trọ nó rất là chật một cái nhà trọ mà tính luôn bạn bình tây rồi hai ba người bạn của chị của bạn bình tây rồi thêm lâu la bốn đứa kia trời cái nhà trọ ở cái chục người sao mà ở được Trời ơi, tưởng đâu một hai đứa lên còn ở được chứ bốn đứa không được rồi. Vậy thôi thôi tôi bay để tôi đợi hỏi bà chủ phòng có phòng trống nào không. để tôi bay qua ở thêm phòng đi rồi tự chia tiền phòng với nhau đi. Rồi nghe cũng hợp lý. Thì trùng hợp sao á, ngay cái lúc này cái bà chị bình thường như hồi nãy mình nói nha, bà mới trả phòng, à bà mới trả phòng mà trước khi bà trả phòng mà còn cự lộn gì nữa với bà chủ đó đó nhưng mà chưa có biết chỉ biết là là lời qua tiếng lại chút xíu rồi cái bà đi bà cũng nói là để bốn uh, năm bữa nữa tôi quay về tôi lấy tiền cọc tôi dọn đồ tôi đi đó là bà mới la hét bà đi như vậy thì hên quá bây giờ cái nhà trọ sát dách người ta trả luôn đó thì bắt đầu là bốn cái người bạn kia với bạn bình tây nhào qua bên đó ở liền luôn à rồi thì khi mà qua đây bắt đầu mới có chuyện mà không biết làm sao nữa nghe bốn cái đứa mà nó ở chung á nó không gặp gì hết còn riêng bạn bình tây thì bạn mới gặp những cái hiện tượng những cái hiện tượng này thì mình nghĩ là chắc mình cũng không cần phải làm quá phải làm nghiêm trọng mình làm gì nó vẫn là hiện tượng gì đang ngủ thì nghe tiếng mở nước đang ngủ thì nghe tiếng ở dưới bếp và lục đục sọc sạc hay nọ đồ tưởng mấy à, tại vì bạn 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 bình tây là do là bạn là cái người mà với dẫn tụi nó lên mà bạn được đặt cách là ngủ ở trên gác à bốn đứa kia thì nó ngủ ở dưới mặt đất nha còn bạn này là bạn được ngủ ở trên gác Thành ra cứ đêm đêm bạn ngủ bạn nghe tiếng chảy nước vào chảy nước hoài Bạn đi xuống bạn tưởng đâu nhỏ nào đi toilet không chịu tắt thì cũng vô tắt Rồi cũng đang ngủ nghe tiếng lục nồi niêu son chảo Tưởng đâu đứa nào nửa đêm nấu mì gói mà bước xuống cũng không thấy ai đó rồi lâu lâu lại là còn nghe cái tiếng bước chân đồ này nọ nó cũng chửi tôi bay ơi tôi bay sao không ngủ đi mà tôi bay đi tới thì lui thôi nửa nửa đêm nửa hôm thì cởi dép ra đi đi làm gì đi trong nhà mà mang dép nghe lẹp xẹp lẹp xẹp vậy thì khi bạn lên tiếng thì bốn đứa kia nó im ru không đứa nào trả lời nữa thì bạn mới tự trên các bạn thọc cái đầu bạn dòm xuống thì bốn đứa đang ôm nhau nó ngủ rồi đó là đó là những cái hiện tượng nhỏ nhỏ như vậy trong vòng khoảng cỡ hai ba ngày đầu tiên bắt đầu á tới cái ngày thứ tư là cái ngày đó là bạn sẽ quyết định là bạn sẽ trả cái phòng trọ bởi vì bạn thấy có một cái con mèo ma bản nói như vậy nè, tối hôm đó tự nhiên nó yên tĩnh bình thường, nó không có gì xảy ra, không hề có tiếng chảy nước, à, không hề có tiếng lục lọi bếp, cũng không có hề có tiếng bước chân gì trơn á. Thì bạn tưởng đâu, ừ chắc hôm nay êm rồi. Thì bạn đang nằm ngủ như vậy nè, tự nhiên bạn nghe cái tiếng mèo mà trời đất ơi. Nửa đêm, nửa hôm, mọi người tưởng tượng nghe nó miau, là như mà trời ơi, nổi da gà vậy chứ không phải giỡn mà bạn nói bạn nghe cái tiếng mèo á những người nào ở trong nhà biết con mèo mà nó đứng ở ngoài nhà nó kêu đó là cái âm thanh nó khác còn mà một người đang ở trong nhà một người nghe cái tiếng mèo nó ở trong nhà nó kêu á là cái tiếng nó khác và trong trường hợp này là con mèo nó đang ở trong cái phòng trọ của bạn thành ra bạn đang ngủ bạn nghe cái tiếng mèo lên như vậy là bạn bắt đầu là bạn giật mình mất tỉnh vậy rồi. trời ơi con nhỏ nào sao nó nuôi mèo trời trời ơi đây, đây, đây nuôi mèo sao không nói mình nữa đêm nữa hôm nó kêu ghê quá vậy thì bạn cũng thọc cái đầu ngồi trên gác ngồi thọc cái đầu bạn dòm xuống như ê bay đứa nào nuôi mèo dốt vô đứa bay rồi tôi bay làm sao cho nó im đi chứ trời ơi nửa đêm nửa hôm nghe tiếng mèo kêu giật mình mà bạn nói cỡ đó đó bốn đứa kia nó ôm nhau nó ngủ tỉnh bơ cái lúc này bạn mới nhận ra một cái điều nó hơi kỳ lạ một chút xíu bốn đứa này bây giờ để cho lãng gái nó ngủ mê đi ví dụ như mình kêu nó như vậy nó không tỉnh liền thì nó cũng cục cửa nó cũng ọ ẹ này nọ đồ mà sao làm như mình kêu nó không nghe luôn hay gì á nó nằm im có một chỗ mà nó không hề nhúc nhích luôn và mới kêu bắt đầu mình nói mình đặt đặt cái tên như con quỳnh con, con như con mai kiểu như vậy vừa đây như như nghe tao kêu không mèo của ai vậy quên Quỳnh. mai ơi chú ơi chú ơi đó là kêu mà kêu lớn như vậy luôn nha tự trên gác mà giọng giọng xuống kêu bốn cái bà kia im ru bà rù luôn giống như bị bịt tai hay sao đó bạn mới bực bắt đầu bạn vừa bực và bạn vừa sợ nha tự nhiên mọi người thử cảm giác nửa đêm mà mình quay qua mình kêu 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 bạn mình hay kêu vợ kêu chồng mình mình kêu hoài mà không lên tiếng mọi người sợ không đứng hình chứ bộ đứng tim chứ bộ không phải giỡn đâu thì bạn mới ngồi vậy bạn tính là bạn leo xuống cầu thang bạn sợ bạn vừa đứng vậy bạn tính leo xuống thôi nha bạn thấy có con mèo ở đang dưới một cái con mèo nó màu đen bạn thấy được bạn biết nó là con mèo là bạn nhìn gì bạn nhìn vô cái cặp mắt đó đã từng có ai nhìn con mèo nhìn vào trong mắt con mèo giờ ban đêm cho mọi người nó sáng chân như vậy mà nó rất là ghê luôn Bạn vừa thấy con mèo một cái là bạn ngồi một cái phịch xuống lại luôn Bạn hết hồn Bạn đang đứng bạn đang tính chầm chầm ngồi dậy lên xuống cầu thang Thấy con mèo cái giật mình bật ngửa cái ngồi cái phịch xuống như vậy nè à, thì ngay lúc này bạn còn chưa hết bàn hoàng là cái con mèo đó là nó đang leo từ 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 lên trên cái cầu thang như vậy nó vừa đi mà nó vừa kêu meo meo Miao. À nó vừa kêu như vậy đó. Nó cứ đi lên đi lên từ 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 như vậy. Trời ơi bạn nói bạn lùi. Bạn nó nó lên tới đâu là bạn lùi 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 tới trong cái góc tường như vậy ha mọi người ha. Cứ rất là sợ mặc dù con mèo nó rất là nhỏ. Một cái con mèo không biết là chắc là nó màu đen hay là màu xám gì đó mà trời, tối quá không thấy. Nó tới gần bạn như vậy nè. Thì khi bạn lùi tới sát cái góc tường rồi nha Bạn thấy rõ ràng nha cái con mèo mà nó kiểu như là nó lùi người lại một chút xíu như vậy để mà chuẩn bị nó nhào tới nó nha rồi bạn thấy như vậy là nó, nó, vừa nhào xuống nó kêu meo nó nhào lên bạn cái thì bắt đầu cái quán tính con người mà bạn mấy một tay che mắt một tay đỡ trên đầu nó ơi 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 mới la la lên như vậy nè. Thì khi bạn la bạn quơ tay quơ chân một cái không thấy con mèo đâu nữa. Cái lúc này một hai bà gì đâu đang ngủ dưới đó. Gì ơi gì ơi bình tay làm gì đang ngủ làm sầm với má đang ngủ mà. Có nghĩa là ngay lúc này cái không gian nó mới trở lại bình thường còn cái không gian từ khi mà bạn nghe cái tiếng mèo kêu rồi nọ đồ nó là một cái chiều không gian khác hay sao á à lúc đó thì bốn bốn cái người này mới trở về bình thường rồi bạn nói hết hồn hết với bạn quay bạn mở cái đèn liền nha không hề thấy con mèo đâu mình nói đúng thiệt, cái con mèo nhiều khi là nó bay nhảy nó lẹ thiệt Nhưng mà con mèo chứ đâu phải là con gián, con chuột đâu Nó rất là bự, nó bự như con chó con, nó bự như con chó bình thường vậy đó Thì làm sao mà biến mất một cách đột ngột như vậy Trong khi nhà mà nhà trọ mà làm gì có cửa sổ rồi nọ luôn Nhìn xuống dưới, ê tụi bay, tụi bay thấy có con mèo này nọ luôn Mèo gì má, làm gì có mèo má, nửa đêm nửa hôm mày nọ luôn Vậy có, con mèo nãy giờ nó kêu, âm sùm nó kêu tụi bay hoài tôi bay không nghe có đâu má ơi hùng á đang ngủ tự nhiên mèo kêu mèo kêu tụi tao nghe rồi tụi tao nghe có mày kêu chứ không có con mèo nào kêu hết trơn trời ơi lúc đó bạn mới bàn hoàng nha bạn bỏ trên gác bạn phóng một cái dèo xuống bàn nằm bạn ngủ chung với bốn đứa kia luôn sáng hôm sau mới ngồi mới kể lại là, là, ừ là tao gặp mèo ma vậy vậy đó với lại mấy bữa trước tao nghe tiếng bước chân tiếng nước chảy tiếng bếp mày nọ đồ thôi cái phòng trọ này có ma rồi với nếu không á cái bà chị kia lúc mà bà ở đó thì sao cái tự nhiên bà trả phòng Mở ra bà còn cự lộn với bà chủ nhà nữa mày không nhớ hả thôi thôi thôi, thôi đi bây giờ kiếm chỗ khác ở đi chứ không mấy ở đâu à trời ơi bốn đứa kia nó nghe kể lại như vậy xong đứa nào cũng sợ bu qua bên cái phòng trọ của bà chị sát bên dắt nè đó bu qua đây bắt đầu là ngồi bàn ừ chị ơi kiếm giùm em nhà trọ khác kiểu kiểu như vậy thì đang ngồi bàn tán như vậy ngay cái lúc này nè đúng cái lời hẹn quay trở lại cái câu chuyện của cái bà chị mà bà chửi mà bà trả phòng đó nghe. ngay ngày hôm đó trùng hợp sao đúng ngày hôm đó bà quay về bà lấy tiền cọc à bà quay về bà cũng chửi này nọ rồi bà cũng lấy được cái tiền cọc xong cái vô tình là bà mới nghe được cái câu chuyện mà bạn bình Tây bạn kể lại nè rồi là phòng trọ kế bên có ma đó bắt đầu là bà mới sáp vô bà nói trời ơi mấy đứa ở bên nhà trọ của chị mới trả bữa đó hả nó dạ dạ tại vì bạn em nói dưới quê lên rồi em thấy chị mới trả phòng trọ thành ra là em kêu tụi nó qua ở luôn rồi, rồi mấy đứa có bị cái gì không tụi mấy đứa có bị có bị gì không có con sao không nó dạ không bốn đứa em không bị gì mà có bạn em bình tây này là nó bị nó gặp mèo ma vậy đó nó rồi gặp mèo ma sao nó gặp mèo ma hồi nào gặp mèo ma hồi nào nó dạ dạ mới tối hôm qua nó trời ơi trời ơi vậy là chị mừng rồi đúng rồi thôi em trả phòng liền đi nha em mới gặp mèo ma tối hôm qua đúng không đúng tối hôm qua đúng không nó dạ 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 tối hôm qua có chuyện gì không chị nó trời đất ơi hên cho em đó thôi em chuyển phòng liền đi, gặp tới con mèo ma là tới cái đó được rồi trời ơi em đợi hai ba ngày nữa là em hối hận không kịp luôn đó em ghê dữ lắm chị bị rồi nè chị mới trả phòng trọ chị mới làm dữ nè chị ra chị chửi bà chủ nhà trọ không ra cái gì luôn lấy lại được tiền cọc nè nó dụ gì mà dữ vậy chị nó trời ơi trời em mà ở thêm hai ba bữa nó ngăn nó hiếp dâm em luôn đó gì ghê chị mà con gái mà nghe tới cái từ đó là rất là nhạy cảm Gì chị chị nói gì vậy hiếp dâm ai hiếp dâm này nọ đâu thì con mèo cũng không phải là con trời ơi không phải là con mèo mà là cái con, cái cái người mà giả dạng con mèo đó cái đó không phải là con mèo ma đâu mà nó là con ma con ma người nó giả dạng làm con con mèo nó làm vậy đó thôi 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 này để, để chị kể cho nghe à rồi từ từ bà mới kể bà nói thì bà cũng giống như bạn bình tây thôi nhưng mà vào ở mình khác biệt cái là ở mình thì cũng một vài đêm đầu tiên thì cũng bắt đầu cũng nghe tiếng uh, uh, sọn dĩa này nọ được tiếng nước chảy với toilet rồi nghe tiếng bước chân cũng không có ai mà đã là phụ nữ người ta dám ra người ta ở nhà trọ người ta tự lập một mình thì người ta phải có một phần nào đó dũng cảm một phần nào đó can đảm người ta mới dám ở chứ chết nhát làm sao mà dám ở đúng không thành ra nghĩ thôi cũng không có gì với lại cũng nghĩ trong đầu thôi mình đã chấp nhận mình ra mình ở mình tự lập thì ba cái chuyện mà ma cỏ này nọ đồ cũng bình thường đó mình phải đối diện với nó thôi có gì mình mua đồ mình cúng này nọ đâu chứ nhà trọ đây giá rẻ là phải chịu thôi kiểu như vậy chưa kịp mua đồ cúng nữa cũng vận biểu công chuyện mọi người ơi đời công nhân đi làm đi lụng tăng ca tới tăng ca lui bận rộn dữ lắm không có đi mua đồ được đó thành ra là quên đâu cũng hai ba bữa nữa bắt đầu là tới khúc con mèo thôi mình cũng không cần kể lại cũng giống vậy thôi đang nửa đêm nghe méo rồi nhìn xuống thấy con mèo bò lên rồi cũng nhào lại mà khi mà nhào lại lấy tay đỡ ra thì cũng biến mất đó rồi cũng nôm na như vậy thôi thì bà cũng sợ rồi thì bà cũng y như bạn bình tây cũng nghĩ là ừ thì chỉ là một con mèo ma mèo ma nó vô nó mở nước mèo ma nó vô lục dưới bếp này nọ rồi thôi ừ hên quá chỉ là một con ma nhưng mà con ma động vật con ma mèo này nọ rồi thôi thì mình cũng đỡ hơn chút xíu là con ma người nhưng tới qua ngày hôm sau cái lúc đó đó là lại tiếp tục nghe tiếng bước chân thì cũng nghĩ là con mèo ma bình thường cũng nghe cái tiếng mà leo lên trên cầu thang cũng nghĩ là con mèo ma bình thường nhưng tới khi nhận ra được rồi chị này chị cũng ở trên gác nha tới khi mà nhận ra được rồi thì thấy đó là cái bóng của một cái người đàn ông đen từ cổng tóc tới móng chân mọi người ơi một cái bóng đen đúng thuần chữ cái bóng đen luôn không thấy được mặt mũi chân tay vậy chứ chỉ thấy ừ là có cái khuôn mặt rồi có cái này cái nọ nữa đang bò từ trên cầu thang bò lên như vậy khi mà bò lúc đó là nhận ra được rồi thôi chạy đâu nữa mình nhận ra từ đầu mình còn phóng xuống bây giờ tới nơi luôn chạy đâu nữa cũng lùi 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 thì cái người đàn ông họ cũng nhào lại y như con mèo nhưng khác một cái là con mèo nó biến mất còn con ma thì nó nhào tới xong nó ở lại luôn. Và nó đè chị này xuống nha. Chị này chị nói chị la. Phụ nữ mình mà. Mọi người tưởng tượng đi bị cưỡng hiếp thì mọi người la cỡ nào. Có nhiều la nhiều đúng không? Vậy đó mà cái thời điểm mà chị bị như vậy là bạn bình tay bạn đang ở nhà trọ kế bên luôn. Cái cái thời điểm mà đám bạn chưa lên là bạn ở sát dách đó. Không có nghe cái gì hết trơn đó. Mà chị này chỉ nói là chị bị chị la chị hét nhưng mà cái phần dưới của chị mà nó đau đớn mọi người ơi là nó rất là thật nó rất là thật luôn bà chị đã bị nó thực hiện thành công luôn chứ không phải là 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 là, 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 là giỡn đâu đó chị la chị hét chị cào chị cấu chị đập đúng đông 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 hết ở bên đây sát dách không nghe gì hết mà bạn bình tay bạn cũng xác nhận đúng thiệt cái lúc đó bạn không nghe gì hết mới đêm hôm trước bạn chị, chị bị xong là qua hôm sau chị trả phòng mà là nguyên một đêm hôm đó bạn bình tay bạn ngủ bên đây không nghe một cái gì luôn Trời ơi nó, nó nó kinh dị tới nổi như vậy mà Đó thì nó sống một chập một cái bắt đầu á, là đi xuống Thì khi mà đi xuống như vậy Bắt đầu là bạn bắt đầu là chị này chị nghe cái tiếng con mèo nó kêu meo 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 Trời ơi chị nằm mà chị khóc chị chùm cái mền Chị ôm trong người mà chị khóc tức tưởi đồ này nọ đồ Cái này nè cái vấn đề nó tới diện cái là gì Cái năm đó đó câu chuyện khách đây 7-8 năm mà chị đó đã 26-27 tuổi rồi thì chị cũng đã cái chuyện mà mà chăn gói với vợ chồng với lại bạn trai bạn gái thì chị cũng đã trải qua rồi chứ nếu thật sự lúc đó mà chị còn trinh tiết mà chị bị như vậy chắc chị sẽ là con ma thứ hai trong nhà trọ đó mọi người hiểu ý mình không chắc mọi người hiểu ý mình ha đó là rất là may mắn thì cái chuyện kia mình cũng đã trải qua rồi đâm ra cái chuyện mà ờ là thất tiết này nọ rồi cũng không có nhưng mà nó đau đớn một cái là trời ơi mình bị như vậy mình bị cưỡng hiếp như vậy mà À, mình bị cưỡng hiếp như vậy rồi mình tức tối mình đau đớn trời cái phần hạ bộ chị nói nha chị đau rất là đau những cái đi cái mình nói là thế nhỉ sẽ là tiểu tiện đồ này nọ là nó rất là rác nó chịu không nổi luôn đó đó là tới sáng hôm sau là dọn đồ đi ra là với một cái thái độ rất là bực dọc một cái người phụ nữ mới tối hôm qua bị ma cưỡng hiếp thì sáng hôm sau làm sao mà dễ thương được làm sao mà nhỏ nhẹ được với bà chủ nhà trọ trong khi nhà trọ này là của bà cái con ma này nó nó làm này nọ nọ kia với mình có phải là một phần liên quan với bả không thôi thì cũng ra nói chị ơi cho em trả phòng trọ như chị nhà chị phòng chị có ma đồ này nọ tối qua em bị phá không có dám nói chuyện kia không ai dám nói đâu mà nó ừ là em bị phá như vậy đó thì thôi ừ là thôi trời ơi cũng tội nghiệp cưng quá thôi chị gửi lại tiền cọc hay nè chị gửi lại phân nửa kiểu như vậy không ma ma mẹ mày chứ ma mày vô đây mày ở nhà trọ có bao nhiêu tiền đâu vô đây mày ở mày than ma than cỏ không có trả một cắt nữa thôi mày đi chỗ khác mày ở giùm tao không có đi nhà trọ này tao hê lên bao nhiêu người xếp hàng dài các cây số để vô tao ở lấy mày có cứ gần cái triệu bạc một tháng điện nước nhà nước mà rẻ rề mà, mà ma cỏ mày đi chỗ khác đi mày đừng tào lao đó thì trong khi cái bà này mới tối hôm qua bị vậy xong mà sáng hôm sau gặp cái bà này nó con tối hôm qua là con ma nha còn cái này là con quỷ, đúng không? Bà chủ nhà trọ phải con quỷ không? Trời ơi, tôi nói chửi thì thôi nhé, chửi qua chửi lại nó mới có cái khung cảnh hồi nãy mình mình kể đó. Đó lúc mà bốn năm đứa lên tính kiếm nhà trọ xong thấy bà kia bà trả phòng mà bà chửi bà chủ nhà như vậy đó. Nhưng lúc đó do là thôi chuyện ai lấy làm mình không có quan tâm tới là không biết. Chứ nếu biết liền là, là đâu có mướn là đâu có xảy ra chuyện đâu. Rồi, thì sau khi mà bà chủ bà trọ bà 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 Lời ơi lộn khi mà cái bài chị đó bả kể là cái câu chuyện bả kể là cái câu chuyện như vậy thì đương nhiên ở đây bắt đầu là trả phòng trọ nha. Trả phòng trọ bên đó và cái bài chị của bạn Bình Tây đang ở từ trước bây giờ trả luôn. Là coi như là trên dưới cả chục người đi kiếm phòng trọ khác ở luôn. Chứ bây giờ mình ở một cái phòng trọ biết là phòng trọ của bài chị đó không có ma. Nhưng con ma nó ở cặp vách như vậy nó muốn đi qua hồi nào nó qua rồi sao? trên đây toàn chị em gái ở với nhau không mà rất là sợ coi như là trả phòng trọ là một cái nhóm 10 người đi kiếm chỗ khác để mà ở luôn à mọi người ha à, và cái câu chuyện nó cũng kết thúc luôn và theo như lúc đó thì cũng có một cái như vậy nè cũng chưa biết là cái bà chủ nhà trọ là bà có trả tiền cọc hay không nữa lúc đó thì cũng cũng chưa có biết luôn ha mọi người ha à, rồi thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc bởi vậy đó mình mới nói ở đầu chuyện mình nói là bạn này bạn kể là bạn xém một chút xíu nữa là bạn đã trải qua một cái địa ngục trần gian luôn thật sự là như vậy mình ví dụ như là mình bị người sống người ta làm này làm nọ đi thì mình nó đau đớn mình nó tuổi nhục bao nhiêu mà cái này bị một cái người chết mà người ta còn làm một cái hồn một cái phong hồn mà người ta làm như vậy nó thì nó nó địa ngục trần gian là thật sự nhưng hơn à hơn là bạn cũng do là bạn chết nhát á do là bạn sợ nọ rồi bạn có quyết định đúng đắn là trả phòng trọ liền chứ nếu mà bạn ráng bạn nếu ừ là tiếc tiền cọc rồi này rồi nọ rồi nghe lời mấy đứa bạn không có gì kiểu vậy thì bạn ở thêm 2 3 ngày nữa thì có thể là tới phiên bạn không chừng. Mà cái bài chị 26 tuổi đó vượt qua cái một tại dù gì thì mình cũng đã rành chuyện đời, mình nghe mùi đời rồi. Còn cái bạn này bạn nói cái thời điểm đó thì bạn chưa biết mùi đời là cái gì mà bạn lại bị như vậy nữa. Thì tới bây giờ khi mình kể câu chuyện nếu mà bạn bị đó nha thì tới bây giờ mình kể chuyện chắc là do bạn là cái hồn ma bạn gửi về mới có chuyện để kể. Thật sự bạn nói như vậy nếu mà trải qua rồi chắc là bạn tự tử bạn chết. Nó quá kinh dị đi ha mọi người ha à Rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay ha Nhưng á, cái bạn Bình Tây này á Bạn còn một câu chuyện nữa Một cái câu chuyện này nó cũng rất là hay luôn Liên quan đến cái người bạn Cái người bạn thân của bạn luôn Nhưng mà thôi, bây giờ cái thời lượng mình kể nó cũng rất là dài Thì thôi, đền bể ngày mai đi Ở tập 701 đi Là mình sẽ tiếp tục mình kể mọi người nghe ha rồi thôi, câu chuyện đã kết thúc mọi người nhớ nha khoan nha, khoan tắt nha, khoan tắt nha, ai tắt tôi giận đó nha. Nhớ một cái combo như vậy cho quảng cáo chút xíu. Làm da cá và da heo là mỗi combo đang rất là được nhiều người săn đón mọi người ha. Giá chỉ có 170 000 tính ra nó chỉ bằng con hũ khô bò thôi. Hũ khô bò viên có chút xíu nè mọi người nhìn nè. Đó là cũng 170 rồi mà ở đây hai hũ trà bá lửa luôn nó cũng 170. Nói vậy thôi không phải là bò viên mình bán mắt mà bởi vì nó có một cái đó, nó ở một cái đẳng cấp nó khác xin lỗi phải nói như vậy nó ở một cái bò mà bò viên nó ở một cái nó ở một cái món ăn vặt nó ở một cái đẳng cấp nó khác rồi mình không so sánh được đó thì ý mình nói đây là cái giá nó rẻ ha và đừng quên đừng bao giờ quên 50% Mình đã giảm 50% cho cái món khô cá thiều Dạng miếng như thế này nha mọi người nha Đó hàng chất lượng chẳng qua là muốn tặng sinh nhật cho mọi người Muốn muốn tặng là mọi người chúc mình sinh nhật này nọ rồi Thì mình muốn tặng cho mọi người mình giảm giá vui vui như vậy nha mọi người nha Đó thì nó cho trong vòng 3 ngày sinh nhắc lại nha Từ khi mọi người nghe chuyện đây Cho tới ngày 17, 18, 19 tháng 10 năm 2021 nha Vào Shopee cũng có Mà vào trong ăn vặt vũ mập.com cũng có luôn một trăm rưỡi giảm còn có 75 mươi ngàn thôi và xong cái đợt này thì, thì, chắc là sinh nhật năm sau nếu mọi người muốn hỏi muốn giảm nữa không chắc ừ là, là chắc xong cái này vũ mập giảm nữa đúng có thể là giảm nữa bán ế giảm nữa bình thường thôi nhưng mà sinh nhật năm sau nha đó là 15 tháng 10 năm 2022 thì mình giảm tiếp mọi người ha rồi à, thôi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha vũ mập uh, xin chào tất cả mọi người